và bao bì dùng để sản xuất thuốc. Đó là ba đối tượng ha, có liên quan đến cái bài công tác kiểm nghiệm thuốc, tức là ba cái đối tượng đó là ba cái đối tượng mà chúng ta cần phải đánh giá chất lượng. Rồi, ở bài này các anh chị nắm cho cô một số cái nội dung sau đây ha. Thì cái phần đầu tiên đó là mình sẽ nắm cho một số cái khái niệm ha, một số cái khái niệm về công tác kiểm nghiệm thuốc và một số cái quy định chung trong một số cái văn bản pháp lý người ta đưa ra một số cái quy định chung liên quan đến cái công tác kiểm nghiệm thuốc ha, để cho thấy được tầm quan trọng của công tác kiểm nghiệm thuốc. Rồi cái nội dung thứ hai nữa là gì các anh chị, là mình sẽ nói qua ha các cái giai đoạn chính ha, tức là để kiểm nghiệm một thuốc thì chúng ta phải qua các cái giai đoạn nào ha, để kiểm nghiệm một thuốc nói chung thì chúng ta phải tiến hành qua các cái giai đoạn nào. Rồi cái bước cuối cùng là ở đây là khi chúng ta kiểm nghiệm, tức là chúng ta tiến hành đánh giá kiểm tra chất lượng của thuốc, sau đó chúng ta phải báo cáo cái kết quả kiểm nghiệm lại ha, thì báo cáo cái kết quả kiểm nghiệm trên cái phiếu phân tích. Cho nên cái phần thứ ba của cái bài này đó là chúng ta sẽ là cái phần mà cái cách chúng ta viết cái phiếu phân tích để trả lời cái kết quả kiểm nghiệm ha. Đó là ba cái nội dung chính trọng tâm của cái bài hôm nay. Thì mình sẽ đi cái phần đầu tiên ha anh chị, là cái phần nói về một số cái định nghĩa ha, một số cái định nghĩa, và các cái định nghĩa này nó có liên quan đến cái công tác kiểm nghiệm thuốc, tức là trong việc kiểm nghiệm một thuốc chúng ta sẽ gặp một số cái thuật ngữ có liên quan này ha. Thì mình sẽ đi cái thuật ngữ đầu tiên, tức là cái định nghĩa đầu tiên đó là kiểm nghiệm thuốc ha. Ở đây mình nói là công tác kiểm nghiệm thuốc, như vậy định nghĩa là kiểm nghiệm thuốc là gì, và cô nhắc lại ha, thuốc ở đây gồm ba đối tượng nha: thuốc hay là thuốc thành phẩm, hay là nguyên liệu làm thuốc, hay là bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc. Cho nên khi cô trình bày thì cô nói công tác kiểm nghiệm thuốc thì mình hiểu như vậy cô ha, ba đối tượng. Để cô duyệt các bạn, các anh chị lưu ý là cô cho thời gian là các anh chị là 15 phút, tranh thủ 15 phút mình vào ha, nhưng mà tới 7 giờ rưỡi cô mới bắt đầu, thì các anh chị cố gắng đừng có trễ quá, thì nhiều khi các anh chị vô nếu cá nhân mà lúc cô trình bày là cô như vậy. Trước khi đi cái định nghĩa kiểm nghiệm thuốc là gì, thì bây giờ mình sẽ đi cái khái niệm có kiểm nghiệm là gì, kiểm nghiệm hay là kiểm tra chất lượng, cách gọi nào cũng đúng các anh chị ha. Giờ mình nói kiểm nghiệm thuốc hay là kiểm tra chất lượng thuốc, cách gọi nào cũng đúng ha. Mình tập làm quen với một số cái thuật ngữ ha, chuyên về kiểm nghiệm ha, chuyên về cái chuyên thuật ngữ chuyên môn của mình trong cái lĩnh vực kiểm nghiệm ha. Như vậy kiểm nghiệm hay kiểm tra chất lượng đó là tất cả các biện pháp ha, mà các biện pháp đó người ta sẽ tiến hành thực hiện để là bao gồm cả việc thiết lập tiêu chuẩn chất lượng cho đối tượng mà mình cần kiểm tra chất lượng, rồi bao gồm việc lấy mẫu ha, rồi bao gồm việc tiến hành thử nghiệm và trả lời kết quả để đảm bảo rằng cái đối tượng của mình ha, nó phù hợp với cái tiêu chuẩn chất lượng đã được thiết lập. Đó. Có nghĩa là công việc kiểm nghiệm là bao gồm là mình sẽ thực hiện các việc nè, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho đối tượng đó ha, rồi lấy mẫu, rồi tiến hành thử nghiệm và trả lời kết quả. Đó là cái khái niệm về kiểm nghiệm hay là kiểm tra chất lượng nói chung. Còn bây giờ mình sẽ đi cái khái niệm về kiểm nghiệm thuốc ha. Kiểm nghiệm thuốc là gì các anh chị? Kiểm nghiệm thuốc là bao gồm việc lấy mẫu ha, xem xét tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến hành các thử nghiệm tương ứng nhằm xác định sự phù hợp hay là đánh giá coi cái đối tượng của mình nó có đáp ứng với cái tiêu chuẩn chất lượng đã được xây dựng hay không, để cuối cùng mình quyết định đó, để cuối cùng mình kết luận đó, mình quyết định là chấp nhận hay loại bỏ cái lô thuốc đó. Tức là khi nào là mình chấp nhận, khi cái lô đó nó đạt chất lượng theo tiêu chuẩn đã được thiết lập thì mình chấp nhận ha, còn không đạt thì mình loại bỏ. Có nghĩa là sao, cái việc công việc kiểm nghiệm thuốc ha là một cái việc mà bao gồm là việc lấy mẫu, tức là để có thuốc kiểm nghiệm thì chúng ta phải lấy mẫu thôi ha. Cho nên cái công việc đầu tiên là mình phải đi lấy mẫu thuốc, có mẫu rồi và mình kiểm nghiệm, ở đây là mình kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn đã được xây dựng
Theo tiêu chuẩn đã được xây dựng trước, tức là mình tiến hành kiểm nghiệm thuốc theo đúng cái tiêu chuẩn của cái thuốc đó. Mà cái tiêu chuẩn ở đâu? Cái tiêu chuẩn là đã được xây dựng ha, xây dựng trước đó, sau đó là được phê duyệt, công bố và ban hành. Như vậy á thì cái việc mà xây dựng cái tiêu chuẩn chất lượng cho thuốc là buổi sau chúng ta sẽ nói ha. Rồi, tức là mình sẽ tiến hành các thử nghiệm tương ứng và cần thiết, tức là mình tiến hành kiểm nghiệm theo cái yêu cầu ở trong tiêu chuẩn đó, mình tiến hành kiểm nghiệm thuốc theo tiêu chuẩn ha. Để mình đánh giá coi là thuốc của mình nó có đáp ứng được các yêu cầu trong tiêu chuẩn đề ra hay không. Nếu nó đáp ứng thì mình kết luận là nó đạt ha, nó đạt chất lượng và mình chấp nhận cái lô thuốc đó sẽ được lưu hành đó, hoặc là lô nguyên liệu sẽ được xuất xưởng ha, để đưa vào sử dụng. Rồi nếu nó không đáp ứng được những cái yêu cầu trong tiêu chuẩn thì chúng ta kết luận là không đạt thì coi như cái lô thuốc đó sẽ bị loại bỏ ha. Đó là cái định nghĩa về kiểm nghiệm thuốc. Ngoài ra trong cái công tác kiểm nghiệm thuốc thì chúng ta sẽ gặp một số các thuật ngữ nữa ha. Mà đến cái nội dung thứ hai là cái phần mà tiến hành kiểm nghiệm một thuốc thì chúng ta sẽ qua những giai đoạn nào, thì chúng ta sẽ gặp một số cái thuật ngữ sau đây ha. Cho nên là bây giờ ngoài cái định nghĩa về kiểm nghiệm thuốc thì chúng ta sẽ đi một số cái định nghĩa nữa, nó cũng liên quan đến công tác kiểm nghiệm thuốc ha. Đó là như nãy trong định nghĩa kiểm nghiệm thuốc là cái việc đầu tiên là chúng ta phải lấy mẫu thuốc. Như vậy đây người ta định nghĩa lấy mẫu thuốc là gì? Là các cái thao tác kỹ thuật để nhằm thu thập được một cái lượng thuốc. Lượng thuốc đó ha, lượng thuốc nói chung nha, có thể là thuốc thành phẩm, nguyên liệu hay là bao bì ha. Và cái lượng thuốc đó nó phải đại diện cho thực chất tình trạng chất lượng của cái lô thuốc, và cái lượng thuốc đó mình dùng để xác định chất lượng. Như vậy chúng ta thấy cái công việc lấy mẫu ha, cái công tác kiểm nghiệm thuốc, cái việc đầu tiên là cái việc lấy mẫu. Nhưng mà ở đây á, là lấy mẫu làm sao cái mẫu nó phải đại diện cho chất lượng của cả lô, tức là cả mình biết rồi, một cái lô thuốc ha thì cái số lượng nó rất là lớn, hoặc là lô nguyên liệu bao bì cũng vậy. Nhưng mà ở đây mình sẽ chọn ra ha, mình sẽ chọn ra một phần trong lô để mình lấy mẫu, thì cái phần đó nó phải đại diện cho thực chất chất lượng của cả lô. Tại vì mình lấy cái mẫu về để mình tiến hành kiểm tra chất lượng trên cái mẫu mình lấy về, nhưng mình trả lời kết quả là trả lời kết quả chất lượng cho cả một lô chứ không phải là chất lượng của cái mẫu mình lấy về ha. Rồi, như vậy mình sẽ có một cái định nghĩa nữa cũng có liên quan, đó là lô. Như vậy mình từ cái lô thuốc mình chọn ra một phần để mình lấy mẫu. Như vậy ở đây người ta định nghĩa lô là gì? Lô là một cái lượng xác định thuốc. Thuốc đó có thể là nguyên liệu ha, hay là nguyên liệu bao gói là bao bì đó, hay là bao bì hoặc là thành phẩm ha. Và cái lượng đó ha, nó được chế biến trong cùng một quy trình hoặc là chế biến trong một loạt các quy trình, nhưng mà cái lượng đó ha, cái lượng đó trong một lô là nó đồng nhất ha. Tức là một cái lượng thuốc hay lượng nguyên liệu hay bao bì trong một lô là nó phải đồng nhất với nhau ha. Rồi, như vậy tính chất quan trọng của lô là gì các anh chị? Là nó phải đồng nhất ha. Rồi, như vậy từ một cái lô thuốc này mình sẽ chọn ra một cái phần để mình lấy mẫu, thì cái phần đó người ta gọi là đơn vị lấy mẫu. Cái phần mình chọn ra từ lô đó để lấy mẫu thì người ta gọi là đơn vị lấy mẫu anh chị. Như vậy ở đây định nghĩa xem đơn vị lấy mẫu là gì ha. Đơn vị lấy mẫu là một phần của lô sản xuất. Phần đó là gì? Chúng ta thấy ví dụ như một lô thuốc đó, nó sẽ có nhiều cái thùng, và trong thùng nó sẽ có nhiều hộp, trong hộp nó sẽ có nhiều gói của ví dụ vậy ha. Thì những cái gói hoặc những cái hộp, những cái thùng đó đó là một phần của lô đó ha. Là mà cái phần đó mình chọn ra để mình lấy mẫu thì mình gọi là đơn vị lấy mẫu nha các anh chị ha. Như vậy đơn vị lấy mẫu là gì? Là một cái phần của lô sản xuất mà mình chọn ra để mình lấy mẫu ha. Rồi, tiếp theo mình trong cái công đoạn lấy mẫu thuốc để kiểm nghiệm thì mình sẽ có thao tác lấy mẫu và chế mẫu ha. Tại vì mình lấy thuốc, lấy mẫu về để mục đích là tiến hành xác định chất lượng trên cái mẫu đó để trả lời chất lượng cho lô. Như vậy á, trong cái việc lấy mẫu chúng ta sẽ có thao tác chế mẫu để cuối cùng mình có được mẫu phân tích và mẫu lô. Như vậy trong cái thao tác chế mẫu thì chúng ta sẽ chế ha, chế mẫu theo cái thứ tự ha, theo cái thứ tự, theo cái trình tự là mình sẽ
Trong cái thao tác chế mẫu đó ha, mình sẽ tạo được các cái mẫu theo thứ tự như thế này các anh chị. Đó là mình sẽ có cái mẫu ban đầu, mẫu riêng, mẫu chung, mẫu cuối cùng, mẫu phân tích và mẫu lưu. Như vậy bây giờ mình đi định nghĩa các cái loại mẫu này ha. Mình đi định nghĩa các loại mẫu mà trong quá trình lấy mẫu, trong cái thao tác lấy mẫu mình sẽ tạo ra các cái mẫu này. Còn cái cách tiến hành lấy như thế nào được để được các loại mẫu này, tức là tạo các cái mẫu này như thế nào, thì sang cái nội dung thứ hai mình sẽ nói ha. Ở đây mình đi định nghĩa nó trước ha. Xin lỗi các anh chị, đã cô Diệp có bạn nào đó. Các cái loại mẫu ha, tôi nhắc lại định nghĩa các loại mẫu mà trong cái công đoạn lấy mẫu, chúng ta sẽ có cái thao tác lấy mẫu và chế mẫu để được các loại mẫu này ha. Cái mẫu một cái định nghĩa đầu tiên đó là mẫu ban đầu. Mẫu ban đầu là cái lượng thuốc được lấy trực tiếp từ một phần hoặc một vị trí trong cái đơn vị lấy mẫu, tức là nãy mình định nghĩa đơn vị lấy mẫu rồi đó các anh chị, là một số thùng, một số gói trong cái lô mình chọn ra để lấy mẫu. Thì bây giờ từ cái đơn vị lấy mẫu đó mình sẽ lấy để được các mẫu ban đầu, là mình mở các cái thùng đó ra để mình lấy mẫu ban đầu ha. Nhưng mà mẫu ban đầu này thường người ta sẽ lấy ở, không lấy ở một vị trí của cái đơn vị lấy mẫu các anh chị, mà người ta sẽ lấy ở các vị trí khác nhau ha. Thường là mình sẽ lấy ở vị trí trên, giữa, dưới của cái đơn vị lấy mẫu mà mình chọn ra trong lô. Rồi, từ mẫu ban đầu mình sẽ chế thành mẫu riêng. Như vậy đây người ta định nghĩa mẫu riêng là mình sẽ tạo thành bằng cách trộn các mẫu ban đầu từ một đơn vị lấy mẫu đó. Rồi, từ mẫu riêng mình sẽ tạo thành mẫu chung. Mẫu chung chúng ta sẽ tạo thành bằng cách chúng ta trộn lẫn các mẫu riêng lại với nhau, trộn lẫn tất cả các mẫu riêng của từ một đơn vị lấy, của các cái đơn vị lấy mẫu riêng lẻ để tạo thành mẫu chung đó các chị ha. Rồi từ mẫu chung này mình mới lấy ra một phần, cái phần đó gọi là mẫu cuối cùng. Như vậy mẫu cuối cùng là một phần của mẫu lưu, xin lỗi, của mẫu chung ha. Mẫu cuối cùng là một phần của mẫu chung. Để từ mẫu cuối cùng này mình sẽ tạo ra mẫu phân tích và mẫu lưu. Như vậy mẫu phân tích là gì? Là một phần của mẫu cuối cùng người ta dùng để, và cái mẫu phân tích này dùng để tiến hành ngay ở phòng kiểm nghiệm ha. Và số lượng mẫu phân tích là mình chia, là mình lấy làm sao phải đủ để cho chúng ta tiến hành phân tích. Còn mẫu lưu nó là cũng là một phần của mẫu cuối cùng ha, nhưng mà nó sẽ được lưu để kiểm nghiệm lại khi cần thiết. Và cái số lượng mẫu lưu này tối thiểu, cái số lượng thuốc trong mẫu lưu tối thiểu phải bằng với số lượng thuốc của mẫu phân tích ha. Như vậy ở đây là mình đi cái khái niệm về các loại mẫu thôi, còn lát nữa là tiến hành lấy và trộn như thế nào, sang phần 2 mình sẽ nói. Rồi, tiếp theo mình có một cái thuật ngữ nữa, như nãy mình định nghĩa là sau khi mình tiến hành kiểm nghiệm rồi mình sẽ trả lời cái kết quả kiểm nghiệm trên cái phiếu kiểm nghiệm ha. Tức là trả lời kết quả phân tích trên phiếu kiểm nghiệm. Thì cái phiếu kiểm nghiệm ở đây người ta định nghĩa nó là một cái danh sách các cái quy trình thử nghiệm ha, là danh sách các quy trình thử nghiệm áp dụng cho một cái mẫu cụ thể cùng với kết quả thu được và các tiêu chuẩn chấp nhận được áp dụng. Tức là sao các anh chị? Trong cái phiếu kiểm nghiệm ha,
Trong cái phiếu kiểm nghiệm, cô ví dụ như mình kiểm nghiệm thuốc viên nén đi, thì trong cái phiếu kiểm nghiệm đó sẽ là tất cả các chỉ tiêu ha, để mình kiểm nghiệm cái dạng thuốc viên nén ha, và mức yêu cầu của các chỉ tiêu đó và cái phần kết quả thu được ha, mà mình làm được đó. Cái phần kết quả là cái phần mình làm được đó, cái phần mình tiến hành kiểm nghiệm mình có được đó. Rồi, và phiếu kiểm nghiệm nó sẽ chỉ ra mẫu thử của mình, nó đã mẫu thử mà mình đã kiểm nghiệm đó nó có phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng hay là nó không phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng, để mình quyết định ha, là mình nếu nó phù hợp thì coi như là cái lô thuốc đó đạt chất lượng đó là mình chấp nhận, là mình còn không phù hợp tức là không đạt chất lượng là không được chấp nhận ha. Cho nên chúng ta thấy cái công tác kiểm nghiệm thuốc nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng ha, trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuốc ha, nói riêng và cụ thể là trong ngành dược ha, trong cái tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành dược, thì cái công tác kiểm nghiệm thuốc ta thấy nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng ha. Tại vì sao? Qua kiểm nghiệm ha, chỉ cần kiểm nghiệm mình á, là kết luận đạt thì coi như là lô thuốc đó mới được lưu hành, còn không đạt thì coi như không được phép lưu hành ha. Mà muốn như vậy, chúng ta thấy công tác kiểm nghiệm thuốc nó đóng vai trò quan trọng ha. Như vậy á, thì để là đảm bảo làm sao ha, cái việc mà chúng ta kết luận chất lượng về thuốc ha một cách chính xác ha, và cái kết quả của mình đáng tin cậy ha, thì cái việc kiểm nghiệm thuốc là chúng ta phải tuân thủ theo ha, các quy định trong một số cái văn bản pháp lý có liên quan ha. Thì trong cái luật dược các bạn ha, trong cái luật dược đó là văn bản luật, là luật dược số 105 ba năm trước, và số 1 cô đã nói cái luật dược hiện ta đang áp dụng đó là cái luật dược số 105 ban hành năm 2016 ha. Thì một số cái nội dung pháp lý trong luật dược này ha, người ta có đưa ra một số cái quy định ha, và một số cái quy định đó thì chúng ta cho chúng ta thấy được cái công tác kiểm nghiệm thuốc nó đóng vai trò rất là quan trọng, như cô nói là đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động về sản xuất kinh doanh của ngành dược ha. Cụ thể ha, cụ thể là tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, điều 103, chương 12 của luật dược 105, người ta đưa ra cái quy định như sau ha, tại khoản 2 điều 103 chương 12 luật dược 105, người ta đưa ra quy định tất cả nguyên liệu làm thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc trước khi đưa vào sản xuất thuốc là cơ sở sản xuất thuốc đó phải tiến hành kiểm nghiệm và nó phải đạt tiêu chuẩn chất lượng thì mới được đưa vào sản xuất thuốc. Rồi, tại khoản 3 điều 103 chương 12 của luật dược số 105, người ta quy định là tất cả thuốc, nguyên liệu, bao bì trước khi xuất xưởng là phải được cơ sở sản xuất đó tiến hành kiểm nghiệm và nó phải đạt tiêu chuẩn chất lượng. Có nghĩa là sao? Ví dụ như bây giờ các anh chị ha, cái nguyên liệu và bao bì theo như quy định tại khoản 2 ha, những cái nhà sản xuất nguyên liệu và bao bì để sản xuất thuốc á, trước khi muốn xuất xưởng cái sản phẩm của mình đó là nguyên liệu và bao bì ha, thì cái nhà sản xuất nguyên liệu và bao bì đó phải chịu trách nhiệm ha, tự kiểm tra chất lượng nguyên liệu và bao bì của cơ sở mình để mình xuất xưởng ha, để bán cho các cơ sở sản xuất thuốc, người ta mua về người ta sản xuất thuốc. Nhưng mà các cái cơ sở sản xuất thuốc muốn đưa nguyên liệu hay là bao bì vào để sản xuất thuốc là phải là cơ sở sản xuất thuốc đó phải tiến hành kiểm nghiệm ha, nguyên liệu và bao bì lại cái nữa trước khi đưa vào sản xuất thuốc đó. Khoảng 2, khoảng 3 quy định như vậy. Rồi tại khoảng 4 người ta quy định các cái thuốc sau đây, thuốc nào? Vaccine là các chị. Vaccine sinh phẩm và các thuốc khác do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định căn cứ trên kết quả đánh giá nguy cơ về chất lượng thuốc và diễn biến chất lượng thuốc trong sản xuất nhập khẩu. Có nghĩa là sao bạn? Các cái thuốc bao gồm vaccine sinh phẩm làm huyết thanh có chứa kháng thể và các cái thuốc mà cái nó không có cái
tức là thường nó không có độ ổn định về cái chất lượng ha. Thì những cái thuốc này ngoài việc được kiểm nghiệm theo quy định tại khoản 3, tức là sao, ngoài việc cơ sở sản xuất nó ra phải tự kiểm tra chất lượng nó đạt thì mới được xuất xưởng, nhưng mà các cái thuốc này là muốn lưu hành là phải được kiểm nghiệm lại bởi cơ sở kiểm nghiệm thuốc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ha. Tức là các cái thuốc vaccine sinh phẩm là huyết thanh và những thuốc mà có cái chất lượng không ổn định thì cơ sở sản xuất nó ra là phải tự chịu trách nhiệm sản xuất đạt, xin lỗi, phải tự chịu trách nhiệm là kiểm tra chất lượng nó đạt thì mới được xuất xưởng, nhưng mà nó muốn lưu hành thì phải được kiểm nghiệm lại bởi cái cơ sở kiểm nghiệm thuốc của nhà nước một cái nữa ha. Cho nên chúng ta thấy là cái công tác kiểm nghiệm ha đóng vai trò rất là quan trọng ha. Rồi như vậy chúng ta thấy ha, một cái thuốc thành phẩm nói chung hay là nguyên liệu hay là bao bì là đều phải được kiểm nghiệm ha, phải và nó phải đạt chất lượng ha, nó phải đạt chất lượng theo như cái tiêu chuẩn đã xây dựng. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ nói về một số cái quy định ha, một số cái quy định mà trong một số cái quy định của văn bản pháp lý nó có liên quan đến công tác kiểm nghiệm thuốc ha. Trong một số quy định mà khi chúng ta tiến hành cái việc kiểm nghiệm thuốc là chúng ta sẽ tuân thủ theo đúng các quy định này ha, theo đúng các quy định này. Rồi cái quy định thứ nhất là quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng trong kiểm nghiệm thuốc. Ở đây người ta quy định là việc kiểm nghiệm là phải được thực hiện theo tiêu chuẩn chất lượng của thuốc đó hay là của nguyên liệu làm thuốc đã được phê duyệt và cập nhật. Tức là sao các anh chị? Mình kiểm nghiệm thuốc là mình kiểm nghiệm theo đúng tiêu chuẩn chất lượng của cái thuốc đó mà cơ sở sản xuất đã xây dựng, đã được phê duyệt, công bố và ban hành. Ha. Cô ví dụ như cùng một cái thuốc là paracetamol nhưng mà có hai công ty sản xuất, công ty A và công ty B, thì dĩ nhiên công ty A phải tự xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho cái thuốc para của công ty A và công ty B cũng phải tự xây dựng tiêu chuẩn chất lượng thuốc cho cái para của công ty B đó. Và khi thuốc của công ty A sản xuất ra thì mình thì phải kiểm tra chất lượng theo cái tiêu chuẩn mà công ty A đã xây dựng, công bố và ban hành để áp dụng. À, công ty B cũng vậy, sản xuất thuốc para ra thì công ty B phải kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn mà công ty B đã xây dựng và phê duyệt, công bố, ban hành, áp dụng. Chứ không thể nào chúng ta lấy thuốc của công ty B mà chúng ta lấy tiêu chuẩn của cái thuốc para của công ty A chúng ta kiểm là không được, đó là không đúng theo quy định ha. Và ở cơ quan quản lý, cơ quan giao quản lý ha, về chất lượng thuốc tức là cũng vậy, khi mà thuốc mình đang lưu hành trên thị trường mà cơ quan quản lý về chất lượng thuốc muốn lấy thuốc của mình về kiểm tra chất lượng để kiểm tra để mục đích để giám sát ha, kiểm tra giám sát chất lượng thuốc đó, trong quá trình lưu thông đó, ha, thì cơ quan quản lý nhà nước cũng phải tiến hành kiểm nghiệm thuốc của mình theo đúng tiêu chuẩn chất lượng mà mình đã xây dựng, phê duyệt, công bố, mình ban hành. À, nhưng mà sẽ có trường hợp như thế này, thực tế sẽ có trường hợp như thế này các anh chị. Trường hợp khi cơ quan quản lý nhà nước ha mà người ta phát hiện cái phương pháp thử trong cái tiêu chuẩn chất lượng mình xây dựng cho thuốc của mình mà nó không đảm bảo độ đúng, độ chính xác ha, thì cơ sở kiểm nghiệm của nhà nước họ sẽ được áp dụng cái phương pháp khác, tức là không theo cái phương pháp trong dược điển, phương pháp khác, xin lỗi, không theo phương pháp trong tiêu chuẩn mà mình đã xây dựng. Thì cái phương pháp khác đó là gì các anh chị? Là cái phương pháp mà đã có quy định trong dược điển hoặc là cái phương pháp khác mà đã được thẩm định rồi ha.
Cô ví dụ như trường hợp nào thì cái cơ cơ sở kiểm nghiệm của nhà nước ha về thuốc họ sẽ áp dụng cái phương pháp thử khác không không theo trong cái tiêu chuẩn chất lượng mà mình đã xây dựng. Cô ví dụ như bây giờ cái quy trình thử liên quan đến chỉ tiêu định tính trong cái tiêu chuẩn mình xây dựng ha, thì cái quy trình thử cho chỉ tiêu định tính á, khi mình xây dựng á, tiêu chuẩn á, là người ta yêu cầu cái quy trình đó mình phải thẩm định và nó phải đạt cái độ đặc hiệu ha, độ đặc hiệu tức là thì mới được ứng dụng vào trong tiêu chuẩn chất lượng để áp dụng kiểm tra chất lượng thuốc. Đạt độ đặc hiệu là sao anh chị? Nếu quy trình định tính đạt độ đặc hiệu tức là nó phải phân biệt được hoạt chất với tá dược ha. Trong thuốc của mình các anh chị biết cái thành phần của nó là bao gồm hoạt chất, tá dược, mà bây giờ định tính mục đích là để mình đi kiểm tra xem trong cái thuốc của mình nó có hoạt chất, nó có đúng là cái hoạt chất ghi trên nhãn hay không. Thì cái quy trình định tính của mình xây dựng làm sao nó phải phân biệt được hoạt chất với tá dược, tức là sao, ví dụ như giờ quy trình định tính của mình bằng phản ứng hóa học đi, có ví dụ vậy, thì nó phải cho hiện tượng dương tính với hoạt chất thôi, tá dược nó không cho hiện tượng dương tính, như vậy thì mới đặc hiệu, mình mới tiến hành được ha. Hoặc là ví dụ được, đó là một cái ví dụ về cái trường hợp mà cái phương pháp thử nó không đảm bảo ha. Cái độ đặc hiệu thì ví dụ như giờ cái phương pháp thử cái quy trình mà định cái phương pháp thử cho chỉ tiêu định tính của mình mà cơ quan quản lý nhà nước khi họ lấy mẫu về ha, họ kiểm tra họ thấy cái phương pháp của mình nó không đặc hiệu, không đặc hiệu ha, không đi học nó như thì ha, cơ sở kiểm nghiệm của nhà nước về thuốc họ sẽ được áp dụng cái phương pháp định tính khác, không lấy cái phương pháp trong tiêu chuẩn của mình, phương pháp khác đó có thể là trong dược điển ha có quy định, còn không là một cái phương pháp khác nữa, nhưng mà cái phương pháp khác đó phải được đã được thẩm định rồi thì mới được áp dụng đó. Cái ý thứ hai là như vậy đó anh chị. Rồi một cái quy định nữa như nãy mình nói ha, là cái công đoạn đầu tiên trong cái công tác kiểm nghiệm thuốc là mình phải đi lấy mẫu ha, và ở đây một số cái văn bản pháp lý người ta quy định rất là rõ ràng về cái việc lấy mẫu, tại vì như nãy cô nói là mình lấy mẫu công đoạn này rất quan trọng ha, công đoạn đầu tiên trong cái công tác kiểm nghiệm thuốc và nó cũng là công đoạn rất quan trọng. Vì sao anh chị? Nãy mình nói rồi, mẫu nó phải đại diện cho thực chất chất lượng của một lô, vì cái mẫu đó mình sẽ dùng để xác định chất lượng, nhưng mà mình trả lời kết quả là kết quả chất lượng cho cả một cái lô thuốc. Cho nên ở đây quy định đó, quy định là việc lấy mẫu là chúng ta phải thực hiện theo quy định tại thông tư thông tư số 11 ban hành 2018, đó là cái thông tư hướng dẫn việc lấy mẫu thuốc và nguyên liệu làm thuốc để xác định chất lượng. Rồi một quy định nữa về việc trả lời kết quả phân tích. Như vậy giờ mình lấy thuốc ha, mình tiến hành kiểm nghiệm thuốc thì mình phải có cái thời gian quy định về việc trả lời kết quả phân tích của cái mẫu mà mình đã kiểm nghiệm ha. Thì quy định về việc trả lời trước ha, rồi cái thời gian mình nói sau. Quy định về việc trả lời kết quả phân tích ha, hay là kết quả kiểm nghiệm thuốc nguyên liệu làm thuốc là sẽ được thể hiện trên cái phiếu kiểm nghiệm, tức là mình sẽ trả lời bằng cái phiếu kiểm nghiệm, kết quả mình sẽ viết ha, mình sẽ báo cáo cái kết quả phân tích trên cái phiếu kiểm nghiệm. Rồi quy định về thời gian trả lời kết quả kiểm nghiệm như sau các anh chị. Cái quy định này áp dụng cho trường hợp cơ quan quản lý nhà nước lấy mẫu thuốc để kiểm tra giám sát chất lượng, chứ còn ở các cơ sở sản xuất đó, thì không có theo cái quy định này nha. Vì sao lát nữa đến cái nội dung thứ hai mình sẽ nói. Quy định về cái thời gian trả lời kết quả kiểm nghiệm trong trường hợp cơ quan cơ quan quản lý nhà nước lấy mẫu để kiểm tra giám sát chất lượng, thì khi lấy mẫu về hoặc là mẫu từ các cơ sở gửi tới, tại vì các cơ sở kiểm nghiệm thuốc ở nhà nước là họ sẽ thực hiện dịch vụ kiểm nghiệm, tức là họ sẽ tiến hành kiểm nghiệm các cái mẫu từ các cơ sở gửi tới, thì cái thời gian trả lời là tối đa là không quá 20 ngày ha. Không quá 20 ngày kể từ ngày đi lấy mẫu, nếu trường hợp cơ quan quản lý nhà nước họ đi lấy mẫu hoặc là nhận mẫu, hoặc là
gửi mẫu, mẫu gửi từ các cơ sở gửi đến. Cũng có thể là cái thời gian này nó ít hơn 20 ngày, có thể là 15 hoặc là nhiều hơn 30 ngày, tùy trường hợp cụ thể mà người ta sẽ có quy định ha. Rồi một cái quy định nữa anh chị, đó là cái trường hợp mà khi chúng ta tiến hành kiểm nghiệm á ha, nếu mẫu đạt thì sao, không đạt thì sao ha. Đây cũng là quy định cho cái trường hợp mà cơ quan kiểm tra chất lượng thuốc ha. Thì trường hợp mẫu kiểm nghiệm á đạt, đạt hay không đạt gì chúng ta cũng phải trả lời cái kết quả phân tích bằng cái phiếu kiểm nghiệm ha. Nhưng mà riêng với trường hợp mà cái mẫu kiểm nó không đạt tiêu chuẩn chất lượng, thì sau khi mình đã trả lời kết quả phân tích rồi thì trong cái thời hạn 24 giờ, tức là trong vòng một ngày, là mình cái cơ sở kiểm nghiệm đó phải gửi công văn ha đến Bộ Y tế thông báo về cái mẫu không đạt tiêu chuẩn kèm theo cái phiếu kết, phiếu phân tích, phiếu kiểm nghiệm. Rồi một cái trường hợp quy định nữa, nếu như bây giờ có cái khiếu nại về cái kết quả kiểm nghiệm thì sao? Thì nếu có khiếu nại ha, khiếu nại về kết quả kiểm nghiệm thì sẽ có quy định về việc giải quyết khiếu nại ha, khiếu nại và giải quyết khiếu nại về kết quả kiểm nghiệm như sau anh chị. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được cái thông báo kết quả kiểm nghiệm thì cái cơ sở sản xuất đó ha, tức là có quyền đề nghị với cơ quan ha, kiểm tra chất lượng của nhà nước chỉ định cái cơ sở kiểm nghiệm khác để xác định lại kết quả kiểm nghiệm. Tức là ví dụ bây giờ cơ sở mình sản xuất thuốc, thuốc của mình lưu hành trên thị trường ha, và được lấy mẫu để kiểm tra chất lượng, ví dụ thanh tra ha, thanh tra dược đi lấy mẫu về gửi cho trung tâm kiểm nghiệm kiểm và kết luận là kết luận chất lượng thuốc của mình. Bây giờ mình nhận được cái kết quả đó và mình không có đồng ý với cái kết quả đó thì mình có quyền ha gửi đơn khiếu nại đến cơ quan quản lý nhà nước ha, và cơ quan quản lý nhà nước sẽ chỉ định cho cái cơ sở kiểm nghiệm khác ha, sẽ kiểm nghiệm lại, xác định lại cái chất lượng thuốc trước khi đưa ra quyết định ha. Thì Bộ Y tế sẽ là cái cơ quan chỉ định cái cơ sở kiểm nghiệm ha khác, mà cái cơ sở kiểm nghiệm đó dĩ nhiên là cái điều kiện tiêu chuẩn tối thiểu phải tương đương với cơ sở kiểm nghiệm của cái cơ sở mình ha, để tiến hành kiểm nghiệm lại, xác định lại chất lượng thuốc trước khi Bộ Y tế đưa ra cái quyết định cuối cùng về chất lượng thuốc của mình. Rồi một cái quy định nữa các anh chị, đó là tất cả mẫu lấy sau khi được kiểm nghiệm và kết luận xác định chất lượng rồi thì nó phải được lưu. Và thời gian lưu mẫu quy định như sau ha, thời gian lưu mẫu quy định như sau. Thời gian lưu mẫu ở cơ sở sản xuất ha, thì người ta quy định là nếu như thuốc thành phẩm á, thì thời gian lưu mẫu là ít nhất là 12 tháng, tức là 1 năm sau khi thuốc đó hết hạn dùng. Còn ở cơ sở sản xuất, nếu mà nguyên liệu là hạt chất, nguyên liệu sản xuất thuốc, thì người ta là mình lưu mẫu ít nhất là 12 tháng ha, 12 tháng sau khi mà cái thuốc, 12 tháng sau khi hết hạn dùng của cái thuốc mà sản xuất từ nguyên liệu đó. Đó là quy định về thời gian lưu mẫu thành thuốc thành phẩm và nguyên liệu làm thuốc ở các cơ sở sản xuất các anh chị. Còn quy định về thời gian lưu mẫu ở các cơ sở kiểm nghiệm, tức là ở cơ quan quản lý nhà nước về thuốc ha, thì như mình nói là ở các cơ sở kiểm nghiệm, tức là cơ sở kiểm nghiệm về thuốc của nhà nước là họ sẽ thực hiện dịch vụ kiểm nghiệm, thì dĩ nhiên họ sẽ có thể họ đi lấy mẫu về để kiểm nghiệm ha, thì cái mẫu đó sau khi kiểm nghiệm là phải được lưu, hoặc là mẫu do cơ sở gửi tới họ nhận để họ kiểm, thì cái mẫu đó họ kiểm xong họ cũng phải lưu lại. Thì cái thời gian quy định là ở cơ sở kiểm nghiệm phải lưu mẫu ha ít nhất là 12 tháng sau khi thuốc hết hạn dùng, hoặc 24 tháng kể từ cái ngày lấy mẫu đối với những cái mẫu thuốc mà được lấy để kiểm tra chất lượng, tức là mẫu do thanh tra đi lấy về đó ha.
Rồi đó là cô đã nói xong cái phần là một số cái định nghĩa, một số cái quy định có liên quan trong công tác kiểm nghiệm thuốc ha. Rồi phần tiếp theo mình sang cái nội dung chính thứ hai, đó là để bây giờ là mình sang các cái giai đoạn chính trong công tác kiểm nghiệm thuốc. Tức là bây giờ mình xem coi là để kiểm nghiệm một cái thuốc nói chung thì chúng ta phải qua các cái giai đoạn nào ha. Thì thực tế khi chúng ta tiến hành kiểm nghiệm thuốc thuốc hay là nguyên liệu hay là bao bì ha, ba đối tượng của mình đó, thuốc thành phẩm hay là nguyên liệu hay là bao bì, thì mình phải qua các cái giai đoạn sau đây các anh chị ha. Như nãy trong cái phần định nghĩa, chắc chắn cái giai đoạn, cái công đoạn đầu tiên trong khi chúng ta tiến hành kiểm nghiệm cái thuốc, kiểm nghiệm thuốc là cái công đoạn lấy mẫu ha. Lấy mẫu ở đây sẽ có hai trường hợp các anh chị ha. Lấy mẫu thuốc để kiểm tra chất lượng sẽ có hai trường hợp, lưu ý cho con ha. Trường hợp thứ nhất là cơ quan ha, quản lý nhà nước họ đi lấy mẫu, tức là lấy mẫu để kiểm tra giám sát chất lượng thuốc, đó là cái công việc lấy mẫu của cơ quan ha, cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng thuốc. Và lấy mẫu trong trường hợp thứ hai là lấy mẫu để tự kiểm tra chất lượng. Lấy mẫu để tự kiểm tra chất lượng thì đó là cái công việc của các cơ sở sản xuất thuốc, tức là các cái công ty dược. Như vậy, người lấy mẫu trong trường hợp lấy mẫu để kiểm tra giám sát chất lượng thuốc, tức là cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng thuốc là ai? Ai sẽ là cái người lấy mẫu? Trường hợp thứ nhất, người lấy mẫu là thanh tra viên ha, thanh tra dược đó, hoặc là đoàn kiểm tra, tức là cơ quan quản lý nhà nước thường có thể là họ cử thanh tra ha, thanh tra đi lấy mẫu ha, thanh tra của sở y tế ha đi lấy mẫu, hoặc là họ sẽ thành lập cái đoàn kiểm tra gồm có nhiều người nhưng mà trong đó sẽ có cái thành viên ha sẽ phụ trách cái việc lấy mẫu. Thì lát nữa đi cụ thể từng giai đoạn mình sẽ nói kiểu cụ thể hơn ha. Và đối tượng lấy mẫu trong trường hợp thứ nhất là gì? Bây giờ mình xem coi, bây giờ ví dụ như thanh tra của sở y tế ha, dù mình ở Cần Thơ thì thanh tra của sở y tế ha, Cần Thơ đi lấy mẫu, thì coi mình họ sẽ đi lấy mẫu gì? Lấy mẫu các cái thuốc thành phẩm đang lưu thông ha, ở các nhà thuốc, hoặc là các cái thuốc thành phẩm đang được bảo quản tồn trữ trong kho chờ đưa đi lưu thông phân phối đó ha. Đó là đối tượng lấy mẫu trong trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai, lấy mẫu để tự kiểm tra chất lượng, thì đó là công việc của các cái cơ sở sản xuất thuốc ha, hay là công ty dược đó. Thì đối tượng lấy mẫu của họ là gì? Chắc chắn đối tượng, xin lỗi, người lấy mẫu ha, người lấy mẫu trong trường hợp này là ai? Thì ở các cơ sở sản xuất họ sẽ có một cái nhân viên này sẽ phụ trách cái việc lấy mẫu, và dĩ nhiên là cái người mà phụ trách cái việc lấy mẫu là phải được đào tạo đúng theo quy định ha, để thực hiện cái việc lấy mẫu đúng theo quy định tại thông tư 11 năm 2018, thông tư của Bộ Y tế ha. Và đối tượng lấy mẫu của họ là gì? Trường hợp thứ hai, chắc chắn không phải là thuốc thành phẩm, không rồi ha. Tại vì tại cái khoản 2, khoản 3, điều 103 nãy mình vừa nói á, thì cơ sở sản xuất thuốc phải kiểm nguyên liệu đầu vào trước, rồi nguyên liệu bao bì ha. Như vậy đối tượng lấy mẫu của họ chắc chắn sẽ là nguyên liệu rồi bao bì để sản xuất thuốc. Rồi và trong quá trình sản xuất thuốc thì cơ sở sản xuất phải lấy mẫu ở tất cả các công đoạn có liên quan trong quá trình sản xuất để kiểm tra nữa, cho nên họ sẽ lấy mẫu gì? Bán thành phẩm ha. Rồi thành phẩm đó, đó là đối tượng lấy mẫu trong trường hợp lấy mẫu để tự kiểm tra chất lượng ở các cơ sở sản xuất sẽ là nguyên liệu, bao bì, bán thành phẩm, thành phẩm. Cái này lưu ý ghi nốt lại cho cô nha. Rồi xong cái giai đoạn lấy mẫu rồi thì cái người mà chịu trách nhiệm lấy mẫu ha, họ sẽ vận chuyển cái mẫu đó ha để bàn giao cho cái bên nhận, sẽ có một cái bên nhận mẫu ha để chịu trách nhiệm ha, để thực hiện cái việc giao nhận mẫu ha. Đó, như vậy sẽ có cái công đoạn vận chuyển và bàn giao cái mẫu về cho cái bên nhận ha, để ký bàn giao nhận mẫu. Thì ở đây nhận mẫu, cái công đoạn nhận mẫu cũng có hai trường hợp luôn ha. Nhận mẫu trong trường hợp nhận mẫu ở
cơ quan quản lý nhà nước và nhận mẫu ở các cái ở cơ sở sản xuất thì sẽ quy định như thế nào, lát nữa mình nói ha. Rồi sau khi có mẫu rồi ha, tiêu chuẩn chất lượng thì chắc chắn đã có, đã được xây dựng và công bố ban hành, tức là đã có sẵn rồi, giờ có mẫu thuốc rồi thì tiến hành kiểm nghiệm thôi. Bây giờ mình sẽ, và như vậy tiếp theo cái công đoạn giao nhận mẫu sẽ là tiến hành kiểm nghiệm. Tiến hành kiểm nghiệm ở đây ha, mình tiến hành kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn đã có sẵn rồi ha, và mình tiến hành theo yêu cầu trong tiêu chuẩn, mình ra được các kết quả tương ứng. Sau đó mình lấy cái kết quả mình làm ra được trên cái mẫu của mình đối chiếu với cái mức yêu cầu trong chỉ tiêu, trong tiêu chuẩn đó, coi nó có đáp ứng cái yêu cầu trong tiêu chuẩn hay không. Tức là mình sang cái công đoạn kế tiếp là đánh giá kết quả phân tích, anh chị ha, đánh giá kết quả phân tích. Rồi, đánh giá kết quả phân tích ha, để mình đưa ra cái kết luận là thuốc của mình nó có phù hợp hay không. Phù hợp thì là đạt chất lượng ha, còn chấp nhận, còn không phù hợp là không đạt, là không chấp nhận. Rồi cuối cùng của cái công việc kiểm nghiệm ha, của cái công tác kiểm nghiệm thuốc đó là mình phải làm một cái báo cáo kết quả kiểm nghiệm ha. Bộ phận kiểm nghiệm ha, họ sẽ tổng hợp báo cáo kết quả kiểm nghiệm, là tổng hợp tất cả các cái kết quả kiểm nghiệm ha, kết quả thực nghiệm đó ha, và trả lời cái chất lượng cho cái mẫu đã kiểm nghiệm. Rồi bây giờ mình sẽ đi cụ thể như vậy. Để kiểm nghiệm một thuốc nói chung chúng ta phải qua 6 cái giai đoạn này. Rồi bây giờ mình sẽ đi cụ thể từng giai đoạn một anh chị ha. Cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn lấy mẫu ha, giai đoạn lấy mẫu. Thì như nãy câu nói là công đoạn lấy mẫu là một cái công đoạn rất là quan trọng. Làm sao để thu thập được một cái lượng mẫu, mà cái lượng mẫu này nó phải đại diện cho thực chất, chất lượng của một lô ha. Cho nên là việc lấy mẫu trong cái công tác kiểm nghiệm thuốc là mình sẽ thực hiện theo đúng cái quy định tại phụ lục 1 của thông tư 11 ban hành năm 2018, thông tư của Bộ Y tế. Nhớ cho cô nha, thi hay kiểm tra những cái phần mà cô nhấn mạnh ở từng slide là các anh chị sẽ nhớ ha, để chúng ta làm bài cho nó tốt. Thông tư này quy định về cái gì? Tên hướng dẫn việc lấy mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc để xác định chất lượng. Đó. À, đây là nội dung của cái thông tư đó. Thông tư 11/2018 là thông tư hướng dẫn việc lấy mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc để xác định chất lượng, tức là để kiểm tra chất lượng đó, để kiểm nghiệm đó ha. Như vậy ha, thì để lấy một cái mẫu ha, làm sao, dĩ nhiên là cái người lấy mẫu là phải được đào tạo theo đúng cái quy định để họ thực hiện cái thao tác lấy mẫu làm sao cho nó đúng kỹ thuật ha, đảm bảo khoa học. Như vậy thì mình mới thu được một cái lượng mẫu đại diện cho chất lượng của lô dùng để phân tích ha. Như vậy muốn như vậy thì trước khi tiến hành lấy mẫu á, à, thì mình phải lưu ý ha, mình phải lưu ý một số cái nội dung sau đây trước khi tiến hành lấy mẫu ha. Thứ nhất là cái nhân viên, dĩ nhiên là cái người mà phụ trách việc lấy mẫu là cái người đó phải tự tay lấy mẫu rồi ha, tự mình lấy mẫu ha, và mình phải ghi đủ nhận xét ha, nhận xét trong cái quá trình lấy mẫu lại. Như vậy á thì trong quá trình lấy mẫu ha, cái nhân viên lấy mẫu lưu ý là mình sẽ chọn cái phương pháp lấy mẫu ha. Phương pháp lấy mẫu ở đây là cái phương pháp lấy mẫu mình sẽ chọn tùy theo mục đích, tùy từng loại sản phẩm mà mình sẽ có một cái phương pháp lấy mẫu cho nó phù hợp. Ví dụ như chắc chắn nè, chúng ta sẽ có rất nhiều nguyên liệu bao bì thành phẩm, tức là nó nhiều chủng loại và số lượng nó lớn, cho nên là ví dụ như mục đích lấy mẫu nguyên liệu ha, mà nguyên liệu mình biết rồi số lượng nó lớn lắm, mà mục đích mình lấy để kiểm tra gì, kiểm tra chất lượng hay là kiểm tra cảm quan hay là định tính gì đó, thì mình sẽ có cái phương pháp lấy mẫu ha. Đó. Rồi một cái quy định nữa là khi chúng ta tiến hành lấy mẫu là chúng ta phải thực hiện cái việc lấy mẫu ở một cái khu vực riêng biệt, mà cái khu vực đó phải đảm bảo
yêu cầu về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, hoặc là đối như với những cái mẫu mà nó đảm bảo cái những cái mẫu mà nó vô yêu cầu về vô trùng thì cái khu vực lấy mẫu của mình làm sao phải đảm bảo được cái cấp độ sạch ha, để làm chi các anh chị, để không bị ô nhiễm hoặc là nó nhiễm chéo vào cái mẫu của mình và cả cái phần mẫu còn lại sau khi chúng ta lấy nữa ha. Nó nhiễm chéo, nó ô nhiễm hay nó nhiễm chéo thì coi như nó thay đổi cái phẩm chất của cái mẫu mình cần lấy rồi, như vậy thì nó đâu có đúng ha, nó đâu có đại diện cho chất lượng của lô. Bây giờ mình lấy cái mẫu đó để mình xác định chất lượng, mà cái mẫu nó đã thay đổi phẩm chất so với cái chất lượng của lô rồi thì coi như là không có đúng rồi ha. Cho nên là chúng ta lưu ý nha, cái khu vực lấy mẫu ha. Rồi gì nữa, cái dụng cụ lấy mẫu và cái đồ đựng mẫu, dụng cụ lấy mẫu và đồ đựng mẫu. Xin lỗi các anh chị đợi không biết. Ở đây dụng cụ lấy mẫu và đồ đựng mẫu, như ta nói chắc chắn cái mẫu mình lấy, mẫu mình cần lấy ha, nó sẽ nhiều chủng loại ha, thì bây giờ mình làm sao, và nhiều, tức là có nhiều cái loại sản phẩm để chúng ta lấy mẫu ha, thì mình phải khi mình tiến hành lấy mẫu thì mình phải chọn cái dụng cụ lấy mẫu cho nó thích hợp với từng loại mẫu mình cần lấy, và cái đồ đựng nữa ha, cái đồ đựng nó phải thích hợp cho từng loại mẫu. Dĩ nhiên là cái dụng cụ và đồ đựng mẫu là phải làm bằng những cái vật liệu trơn để anh chị, các anh chị nó không thôi ra các tạp chất nó đưa vào trong cái mẫu thuốc của mình ha, nó làm ô nhiễm hay là nó nhiễm chéo vào trong cái mẫu thuốc của mình. Thì trong thông tư, tại phụ lục 1 của thông tư á, người ta có đưa ra một số cái dụng cụ lấy mẫu ha, và tùy theo cái loại mẫu mình lấy mà mình sẽ chọn một số cái chọn cái dụng cụ lấy mẫu cho nó thích hợp, cho nó phù hợp với cái mẫu của mình. Ví dụ như là nếu như mà chúng ta lấy mẫu những cái chế phẩm rắn mà lấy nông, tức là lấy trên bề mặt, thì có thể chúng ta sử dụng các cái loại xẻng đơn giản như thế này để chúng ta xúc trên bề mặt, đúng không chị ha, mà là những cái chế phẩm rắn thì mới được ha. Còn nếu như chúng ta lấy mẫu mà những cái chế phẩm rắn mà chúng ta cần xuyên qua bao bì ha, mình không có lấy trên, không có xúc trên bề mặt, ví dụ mình lấy ở giữa dưới của cái bao nguyên liệu chẳng hạn ha, thì mình sẽ dùng các cái loại xiên này để mình lấy ha, mình xiên qua để mình lấy ở đoạn giữa dưới, hoặc là nếu như là mình lấy mẫu cái chế phẩm của mình ở dạng lỏng thì mình sẽ dùng các cái tiếp lấy mẫu dạng như thế này để mình mới hút rút được các cái chế phẩm lỏng ha. Và có một cái dụng cụ lấy mẫu loại này, là cái dụng cụ này là để mình lấy mẫu và mình có thể cân, nó cân được cái lượng mẫu mình lấy là bao nhiêu ha. Hoặc là có cái dụng những dụng cụ lấy mẫu những cái chế phẩm là dạng rắn mà nó sâu lòng, nguyên liệu rắn mà đựng sâu lòng ha, lấy mẫu để tức là khi mình chúng ta tiến hành lấy mẫu những cái nguyên liệu rắn mà nó đựng sâu lòng, cần lấy sâu lòng, thì chúng ta sẽ dùng các cái tiếp tròn như thế này ha, ví dụ vậy. Rồi một cái lưu ý nữa, như nãy trong cái phần mà định nghĩa mình cũng có nói là mẫu phân tích và mẫu lưu, thì cái lượng mẫu phải đủ cho chúng ta tiến hành phân tích. Như vậy á, cái lượng mẫu cần lấy là bao nhiêu gam, bao nhiêu viên ha, để đủ cho phân tích, thì người ta không có đưa ra một con số cụ thể, nhưng mà ở đây người ta lưu ý mình là mình sẽ tính toán cái lượng mẫu mình cần lấy là bao nhiêu gam, bao nhiêu viên,
thì mình sẽ tính dựa vào cái tiêu chuẩn chất lượng của cái thuốc, của cái sản phẩm mình cần lấy mẫu đó của thuốc đó ha. Ví dụ như trong tiêu chuẩn chất lượng thuốc chắc chắn người ta sẽ đưa ra các cái chỉ tiêu để kiểm nghiệm, thì mình coi à mỗi chỉ tiêu cần bao nhiêu viên chẳng hạn, mình tính ra tổng cộng cái tiêu chuẩn chất lượng thuốc mình cần số lượng bao nhiêu thì mình lấy ha. Và hoặc là mục đích kiểm tra, ví dụ như mình kiểm một hai chỉ tiêu trong tiêu chuẩn thì cái lượng mẫu mình lấy nó sẽ khác với trường hợp lấy mẫu để kiểm tất cả các chỉ tiêu trong tiêu chuẩn. Chỗ này là như vậy đó các anh chị ha. Nhưng mà mình tính toán làm sao cái lượng mẫu phải đủ cho 3 lần mình tiến hành phân tích ha. Và thông thường một lô mình sẽ lấy 2 mẫu, một mẫu phân tích và mẫu lưu, nhưng cũng có trường hợp nhiều hơn 2. À, tức là có trường hợp là vừa lấy cái mẫu đó về để phân tích để lưu, còn thêm cái việc mà để gửi đi gửi yêu cầu kiểm nghiệm nữa. Cho nên đây ta nói là có trường hợp cần thiết có thể số mẫu phân tích mẫu lưu có thể nhiều hơn 2 nha. Để làm chi? Để thêm một cái mẫu gửi yêu cầu kiểm nghiệm nữa đó anh chị. Rồi một cái lưu ý nữa là cái quy trình lấy mẫu của mình làm sao là phải đảm bảo có thể là chúng ta phát hiện được cái tính không đồng nhất của lô. Như nãy mình định nghĩa rồi, lô thuốc, cái lượng thuốc trong lô là nó phải đảm bảo đồng nhất, tức là cái tính chất quan trọng của lô là đồng nhất. Mà bây giờ khi mình tiến hành lấy mẫu, mình phải quan sát có thể là những cái phần trong lô nó không có đồng nhất với nhau, thì mình phải phát hiện được những cái phần đó rất quan trọng với chị. Tại vì sao? Những cái phần không đồng nhất đó nếu chúng ta không phát hiện được, chúng ta lấy mẫu chúng ta trộn lẫn với những cái phần đồng nhất thì nó sẽ che giấu đi các cái dấu hiệu ha, các cái dấu hiệu tạp nhiễm. Chắc chắn những cái phần không đồng nhất này nó là dấu hiệu của sự tạp nhiễm ha, chắc chắn chất lượng nó sẽ khác ha, hoặc có thể là hàm lượng nó sẽ thấp hoặc là nó nhiễm ha, nó nhiễm những cái tạp khác, có ví dụ như vậy. Như vậy thì nếu như trong quá trình lấy mẫu mình phải phát hiện nó và mình tách nó riêng ra, có thể là mình loại luôn không lấy mẫu, hoặc không thì mình sẽ lấy mẫu riêng để các cái phần không đồng nhất này riêng ra ha. Cô ví dụ như cái trường hợp nào là không đồng nhất nè, cô ví dụ như bây giờ cái mình lấy mẫu là cái nguyên liệu ở dạng rắn ha, dạng rắn nhưng mà dạng dạng kết tinh đi ha, hay là dạng hạt dạng bột thôi. Giờ có thí dụ là cái nguyên liệu mình ở dạng bột mà bây giờ mình thấy là giữa các thùng đó, nó có cái màu sắc khác nhau à, thì chắc chắn nó là những cái thùng mà khác đó. Trong cả một lô có một vài thùng cái màu nó khác thì coi chừng đó là cái phần không đồng nhất đó ha, thì mình phải tách loại nó ra. Hoặc là ví dụ như trường hợp bây giờ là cái mẫu của mình là dạng lỏng mà mình thấy là nó có lắng cặn ở dưới đáy, tức là có những cái chất rắn nó lắng ở dưới, thì đó là những cái phần không đồng nhất rồi ha. Hoặc là nó có tách lớp, dạng lỏng mà mình thấy nó tách lớp thì coi như đó là cái dấu hiệu không đồng nhất của lô đó các anh chị ha. Rồi lưu ý gì nữa? Đối với thành phẩm thuốc, quy trình lấy mẫu cần tính đến các cái phép thử chính thức và các phép thử bổ sung. Đây là trong trường hợp cơ quan quản lý về chất lượng thuốc người ta lấy mẫu ha. Có trường hợp là ví dụ như là có cái nghi ngờ là thuốc đó là lưu hành thuốc giả, hoặc là thuốc mà nó nghi ngờ là nó trộn các cái chất không được phép, thì cơ quan quản lý nhà nước họ sẽ tiến hành lấy mẫu để kiểm tra giám sát chất lượng thuốc. Thì cái trường hợp này lấy mẫu à, mình tính toán làm sao ngoài việc là mình lấy mình phải thử các phép thử chính thức là gì các anh chị, là những cái phép thử có quy định trong tiêu chuẩn chất lượng của thuốc. Còn phép thử bổ sung là không có trong tiêu chuẩn chất lượng đâu, mà nó là cái phép thử để xác định coi cái thuốc đó có giả mạo hay là có bị pha trộn thêm các thành phần khác không được phép hay không đó. Và quá trình lấy mẫu ha, tức là cái người phụ trách việc lấy mẫu phải giám sát và ghi chép lại đầy đủ tất cả các cái bất thường ha, trong cái quá trình lấy mẫu ha, và tất cả các dấu hiệu không đồng nhất như nãy cô nói, hay là những cái dấu hiệu hư hỏng của thuốc hay là dấu hiệu hư hỏng của bao bì, thì mình phải ghi hết, ghi nhận lại hết ha.
Rồi bây giờ mình sẽ sang đó là những cái lưu ý chung khi tiến hành lấy mẫu. Rồi bây giờ mình sẽ đi nói những cái một số cái quy định cụ thể cho việc lấy mẫu ở hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, lấy mẫu để kiểm tra giám sát chất lượng thuốc là việc lấy mẫu của cơ quan quản lý nhà nước nha. Và nãy nãy cô nói hai trường hợp đó. Trường hợp thứ hai là lấy mẫu để tự kiểm tra chất lượng, đó là việc lấy mẫu của các cơ sở sản xuất. Rồi bây giờ cô sẽ nói trường hợp lấy mẫu thuốc để kiểm tra giám sát chất lượng thuốc, đây là trường hợp lấy mẫu của cơ quan quản lý nhà nước. Thì người lấy mẫu là ai cô nói rồi, đối tượng lấy mẫu của họ là gì cô cũng đã nói rồi ha. Thì như vậy á thì chắc chắn khi họ tiến hành lấy mẫu ha thì họ phải thực hiện cái thao tác lấy mẫu và chế mẫu ha, để được cái mẫu phân tích và mẫu lưu. Nhưng mà trường hợp này thì cái số lượng mẫu lấy ha là bao nhiêu là sẽ có thể là tham khảo theo hai cái bảng cơ số mẫu lấy để kiểm tra chất lượng, hoặc là cái bảng thứ nhất ở đây các bạn, cái bảng thứ nhất này là cái bảng cho chúng ta ha tham khảo cái số đơn vị bao gói của lô thuốc mình cần lấy để kiểm tra cái gì, cảm quan thôi. Kiểm tra cảm quan là kiểm tra hình thức bên ngoài của thuốc thôi ha. Tùy theo mục đích kiểm tra như vậy. Bây giờ mục đích, nếu như mục đích lấy mẫu để kiểm tra cảm quan thì mình sẽ dựa vào cái bảng này để mình chọn ra cái số đơn vị bao gói ha của lô thuốc mình lấy. Cô ví dụ đây ha, ví dụ như cỡ lô, tức là cái lô của mình có từ 2 đến 8 đơn vị đóng gói, thì mình chọn ra cái cột thứ hai là cái cột số đơn vị bao gói mình cần chọn ra để lấy mẫu kiểm tra cảm quan là 2 nha. Ví dụ như trong cái lô thuốc của mình là 2 thùng, 2 đến 8 thùng thì chọn 2 thùng, mở 2 thùng đó ra nha, mở từng thùng, trong 2 thùng mình chọn thùng 1, thùng 2, rồi mình bắt đầu mình mở từng thùng, mình lấy mẫu và chế mẫu theo cái trình tự nha. Thì chế mẫu như thế nào lát mình nói. Rồi rồi từ từ ha, theo thứ tự cái cỡ lô của mình nó lớn hơn nữa, lớn hơn nữa, và cái cỡ lô tới đây, cái bảng này là cái cỡ lô từ 2 cho đến 500.000 luôn đó ha. Thì sẽ có cái số đơn vị bao gói cần cho chúng ta chọn ra để chúng ta tiến hành những mẫu. Này không cần cái gì thuộc khi mình tiến hành làm mình cảm quan, cô cũng không hỏi cái con số này sao thuộc nổi ha. Rồi cái bảng thứ hai là cái bảng mà mình sẽ dựa vào cái bảng này để mình lấy một cái lượng thuốc ha để đi kiểm tra chất lượng, là kiểm các cái chỉ tiêu theo tiêu chuẩn đó. Cái trường hợp thứ hai là lấy mẫu để kiểm tra tất cả các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn đó các chị ha. Thì cái bảng này người ta sẽ có tùy dạng bào chế ha và cái quy cách đóng gói tương ứng, thì cái số lượng thuốc mình lấy tương ứng như thế này. Rồi và tiến hành lấy mẫu chế mẫu theo cái sơ đồ này ha. Từ lô sản xuất mình sẽ chọn ra các đơn vị lấy mẫu, sau đó mở các đơn vị lấy mẫu ban đầu ở các vị trí khác nhau ha, của từng đơn vị lấy mẫu ha. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành trộn tất cả các mẫu ban đầu, ở các vị trí khác nhau của từng đơn vị lấy mẫu để được mẫu riêng của từng đơn vị lấy mẫu. Sau đó từ các mẫu riêng này chúng ta trộn thành một mẫu, trộn nó lại chung hết, chúng ta sẽ được một cái mẫu chung, lấy một phần mẫu chung để được cái mẫu cuối cùng, từ mẫu cuối cùng chia thành mẫu phân tích và mẫu lưu. Như vậy cô ví dụ, bây giờ ở đây cái lô nguyên liệu cô chọn ra được 5 thùng, là 5 thùng này gọi là 5 đơn vị lấy mẫu. Cô đánh số thứ tự từ 1 tới 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi. Như vậy lần lượt cô phải mở từng thùng một, cô lấy thùng thứ nhất. Cô mở thùng ra và không lấy ở một vị trí đâu anh chị, sẽ lấy ở ba vị trí trên, giữa, dưới của thùng một để riêng ra. Như vậy thùng một sẽ có 3 mẫu ban đầu. Tại sao mẫu ban đầu ở vị trí trên để riêng ra, giữa riêng ra, dưới để riêng ra. Tương tự như vậy cho thùng 2, thùng 3, thùng 4, thùng 5. Như vậy tổng cộng từ 5 thùng cô chọn ra trong lô thuốc cô sẽ được mấy mẫu ban đầu? 15 mẫu ban đầu. 15 mẫu ban đầu của 5 thùng. Rồi, tiếp theo. Từ 15 mẫu ban đầu đó cô sẽ trộn để được mấy mẫu riêng để mình xem nha.
Rồi, thùng thứ nhất cô có mấy mẫu ban đầu? 3 mẫu ban đầu ở 3 vị trí trên giữa dưới, cô trộn nó chung lại thành mẫu riêng của thùng 1. Tương tự như vậy với thùng 2, thùng 3, thùng 4, thùng 5. Như vậy từ 15 mẫu ban đầu của 5 đơn vị lấy mẫu, cô sẽ được 5 mẫu riêng. Ha, 5 mẫu riêng của thùng 1, thùng 2, thùng 3, thùng 4, thùng 5. Rồi từ 5 mẫu riêng này cô trộn tất cả chung hết lại với nhau, cô được mẫu chung của lô. Và cái mẫu chung này chắc chắn cái lượng rất là lớn ha. Cái lượng mẫu chung rất là lớn. Thì người ta sẽ lấy một phần của mẫu chung ha, để được cái mẫu cuối cùng. Tại vì mình cũng không có cần hết cái mẫu này đâu ha, các anh chị. Cho nên mình lấy một phần mẫu chung rồi để được cái mẫu cuối cùng. Từ cái mẫu cuối cùng mình mới chia ra mẫu phân tích và mẫu để lưu lại. Đó là cái trình tự lấy mẫu, chế mẫu ha, để cuối cùng mình có được một cái mẫu để đi tiến hành kiểm nghiệm, gọi là mẫu phân tích. Và một cái mẫu để khi cần thiết thì lấy cái mẫu đó ra để đi kiểm nghiệm lại. Đó là mẫu luôn ha. Rồi, tiếp theo, khi cái nhân viên ha, khi cái người mà phụ trách việc lấy mẫu ở cơ quan quản lý nhà nước, nãy cô nói là đối tượng lấy mẫu là thanh tra hoặc là đoàn kiểm tra chất lượng, thì cái người mà chịu trách nhiệm lấy mẫu trong trường hợp lấy để kiểm tra giám sát chất lượng thuốc phải thực hiện cái việc ghi biên bản lấy mẫu. Biên bản bắt buộc ha, và trong thông tư có một số cái biểu mẫu biên bản lấy mẫu. Ở cuối thông tư các anh chị nó có một số cái biểu mẫu về cái biên bản lấy mẫu. Thì trong cái biên bản lấy mẫu nó sẽ thể hiện đầy đủ cái thông tin ha, về cái thuốc mà mình sẽ lấy mẫu ha, là sẽ ghi tên thuốc, số đăng ký, số lô, ngày, địa điểm lấy và điều kiện bảo quản cụ thể của cái thuốc đó. Và trong biên bản phải có cái nội dung cho chúng ta ghi chép về tất cả các nhận xét khác có liên quan, khác cái thông tin của thuốc ha, những cái nhận xét khác với thông tin của thuốc mà những cái nhận xét đó nó có liên quan ha, đến cái thuốc mà mình phải ghi hết vào, và những cái bất thường trong quá trình lấy mẫu là mình phải ghi hết vào trong cái biên bản, sẽ có cái phần nội dung ha, có cái nội dung khác để chúng ta ghi. Còn những cái thông tin bắt buộc về lô thuốc như số đăng ký, tên, số lô, ngày, địa điểm lấy mình phải ghi rồi ha. Và biên bản là phải có tên, chữ ký của người lấy mẫu. Nếu thanh tra đi lấy mẫu thì thanh tra ký tên, ghi rõ họ tên. Và chữ ký thứ hai trong biên bản là ở nhà thuốc, tức là đại diện cơ sở được lấy mẫu, ký tên, ghi rõ họ tên. Còn trường hợp đoàn kiểm tra, tức là một đoàn kiểm tra thì sẽ có nhiều người các anh chị. Nhưng mà trong đó sẽ có một cái người, dĩ nhiên là cái người phụ trách việc lấy mẫu là cái người phải qua đào tạo rồi ha, phải hiểu biết được cái công việc lấy mẫu thì mới tiến hành lấy mẫu. Cái người đã lấy mẫu ghi biên bản, nhưng mà cái ký vào biên bản là trưởng đoàn ký ha. Rồi, trường hợp người đại diện cơ sở được lấy mẫu, tức là ở nhà thuốc không có người, không có ai ký được vì lý do đặc biệt gì đó, thì cái người phải có chữ ký của cái người chứng kiến việc lấy mẫu ký vào biên bản, tức là biên bản phải có hai chữ ký. À. Rồi, biên bản này được lập thành ít nhất là 3 bản để lưu. Lưu ở đâu? Lưu tại cơ sở được lấy mẫu, tức là lưu ở nhà thuốc đấy. Lưu ở cơ quan kiểm nghiệm là ở đâu? Ví dụ thanh tra đi lấy về thì cái biên bản thứ hai sẽ lưu ở sở y tế, sẽ lưu ở trung tâm kiểm nghiệm. Tại vì cơ quan cơ sở kiểm nghiệm của nhà nước ở các tỉnh thành là trung tâm kiểm nghiệm ha. Rồi, và một biên bản lưu ở cơ quan quản lý kiểm tra chất lượng thuốc là sở y tế. Rồi, trường hợp lấy mẫu để tự kiểm tra thuộc là công việc lấy mẫu của các cơ sở sản xuất thuốc. Đây là nhiệm vụ, đây là công việc của các cơ sở sản xuất thuốc. Như nãy mình nói rồi, đối tượng lấy mẫu trong trường hợp này sẽ bao gồm nguyên liệu, bao bì, bán thành phẩm, thành phẩm, đó mấy thành phẩm, thành phẩm, tức là mình lấy mẫu tất tật các thành phẩm, tất cả nguyên phụ liệu đầu vào, mẫu trong quá trình sản xuất, trong các công đoạn sản xuất ha. Và như vậy thì theo cái khoản 2, khoản 3 quy định tại điều 103 luật dược quy định, thì coi như là ở các cơ sở sản xuất là phải lấy mẫu 100% số lô, không có bỏ lô nào hết ha. Và cơ số lấy mẫu để kiểm tra chất lượng trường hợp này có thể mình dựa theo cái hai cái bản nãy cô đã
giới thiệu ở cái trường hợp lấy mẫu để giám sát chất lượng, còn không thì cơ số mẫu lấy sẽ tính toán dựa vào tiêu chuẩn chất lượng. Và lấy mẫu ở cơ sở sản xuất, chúng ta biết là nguyên liệu bao bì nó vẹn là rất là nhiều, nhiều chủng loại, số lượng lớn ha. Như vậy á thì sẽ quy định cái thời điểm lấy nguyên liệu và bao bì để kiểm tra như sau ha. Trường hợp này là thời điểm quy định thời điểm lấy mẫu để kiểm tra, tự kiểm tra nguyên liệu bao bì là trường hợp công việc lấy mẫu của cơ sở ở các cơ sở sản xuất đó các anh chị ha. Thì mỗi nguyên liệu bao bì cơ sở nhập về là xã họ sẽ nhập vào kho nguyên liệu, kho bao bì, nhưng mà mỗi nguyên liệu bao bì nó sẽ có cái phiếu tiếp nhận, trên cái phiếu đó nó sẽ có số thứ tự tiếp nhận ha. Như vậy mình sẽ, thời điểm lấy mẫu mình sẽ dựa theo ha cái phiếu tiếp nhận nguyên liệu bao bì này, và người ta quy định là thời gian lấy cho một phiếu kiểm nhận hàng không quá 5 ngày, tức là tính từ cái thời điểm mình nhận ha. Tại vì trên cái phiếu sẽ có số thứ tự tiếp nhận. Rồi, thực tế ở các cơ sở sản xuất sẽ xảy ra trường hợp là nhiều nguyên liệu bao bì cần lấy mẫu cùng thời điểm có ha. Thì lúc đó phòng kiểm nghiệm sẽ căn cứ vào cái yêu cầu ưu tiên trên cái phiếu kiểm nhận, đồng thời căn cứ vào cái kế hoạch sản xuất để tiến hành lấy mẫu cho nó kịp thời. Nhưng mà cái trường hợp này người ta cũng quy định luôn thời gian để chúng ta thực hiện cho một cái phiếu kiểm nhận hàng là không được quá 10 ngày nha các chị ha. Riêng đối với nước cốt cũng được coi là nguyên liệu để sản xuất thuốc ha. Nước cốt trong sản xuất thuốc viên nén cũng dùng, thuốc nước cũng dùng, thì nước cốt cũng phải được kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào pha chế. Và nước quy định sẽ được lấy ngay tại thùng chứa nồi cốc nước, và trong cái thời gian cụ thể như thế nào là tùy vào cái kết quả ha, kết quả thẩm định vi sinh vật người ta sẽ đưa ra cái thời gian cụ thể, ví dụ là trong vòng 3 giờ sau khi cất và nước nhiệt độ lấy là khoảng 45 độ C ví dụ vậy. Rồi, một cái quy định về thời điểm lấy mẫu để tự kiểm tra ở các cơ sở sản xuất đối với bán thành phẩm. Như vậy mình coi bán thành phẩm là công đoạn nào sẽ có bán thành phẩm, công đoạn nào trong cái quá trình sản xuất thuốc sẽ có bán thành phẩm. Cớm mình coi công đoạn nào sẽ có cớm để lấy mẫu cớm. Cớm sẽ lấy mẫu ở thời điểm là sau khi hoàn tất công đoạn pha chế. Như vậy khi mình sản xuất thuốc, các anh chị thấy là ban đầu là mình phải cân đong nguyên phụ liệu, tức là cân đong tất cả các dược chất tá dược có trong công thức ha. Từng dược chất tá dược mình cân mình để riêng ra, rồi sau đó mình mới chuyển qua bên bộ phận pha chế. Bên bộ phận pha chế họ sẽ bắt đầu tiến hành trộn tất cả các dược chất tá dược trong công thức lại ha. Trộn trong cái máy trộn siêu tốc, tất cả dược chất tá dược trộn. Trộn xong rồi, hoàn tất công đoạn trộn là mình sẽ có cớm. Thì cái bộ phận kiểm nghiệm ha, sẽ có cái bộ phận phụ trách lấy mẫu trong quá trình sản xuất, thì họ sẽ lấy mẫu cớm sau khi hoàn tất công đoạn pha chế để làm chi? Để mình kiểm tra coi là trộn như vậy á là cái bột của mình nó đồng nhất chưa ha, rồi coi là lúc mình trộn mình có cho hạt chất vào hay không. Trộn xong cái khối cớm, cái bột, cái cớm của mình nó có đạt cái yêu cầu về độ ẩm hay không, tức là chắc chắn người ta sẽ quy định là cái cớm của mình độ ẩm bao nhiêu, không quá ẩm mà cũng không quá khô ha. Rồi như vậy thì nếu như lấy mẫu cớm ở giai đoạn này thì mình kiểm cái gì anh chị? Chỉ kiểm một vài chỉ tiêu thôi, có ví dụ là chứ không kiểm hết các chỉ tiêu trong tiêu chuẩn mà. Định tính, định lượng, hoặc là mình sẽ kiểm độ ẩm đó. Để định tính đang chi để coi là con riêng từng dược chất tá dược trong lúc trộn có cho dược chất vô hay không, sao biết? Định tính đúng, ra đúng hiện tượng, coi như là có dược chất. Định lượng đáng chi, coi cái khối bột trộn như vậy nó đồng nhất hay không ha, sao biết? Định lượng ra hàm lượng nó đạt theo quy định, tại mình lấy ngẫu nhiên ở các vị trí trong cái máy trộn siêu tốc ha, mà ở các vị trí mình lấy mình định lượng nó
năng lượng nó nằm trong khoảng quy định thì mình kết luận được, phép kết luận là coi như là đạt thì coi như là cái khối bột của mình trộn nó đã đạt nó. Rồi độ ẩm chắc chắn sẽ có cái độ ẩm quy định ha, và mình kiểm tra nó nằm trong cái khoảng quy định đó thì mình kết luận, mình kết luận trả lời cho cái cốm là đạt, thì cốm nó sẽ được chuyển sang cái công đoạn kế tiếp đó. Công đoạn kế tiếp là nó được xét hạt ha, rồi sau đó đem đi sấy, sấy xong rồi kiểm tra độ ẩm cái nữa, rồi mình sẽ trộn cá diệu trơn, cá diệu bóng tiến hành, rồi xong sẽ chuyển qua dập viên, ví dụ vậy ha. Tiếp theo qua công đoạn dập viên là mình sẽ lấy bán thành phẩm. Bán thành phẩm thì người ta quy định lấy ở thời điểm đầu giữa cuối lô. Rồi riêng với thuốc nước thì mình sẽ lấy bán thành phẩm thuốc nước ở thời điểm nào? Thời điểm mà nó chưa đóng vô chai lọ, tức là nó được chứa trong các thùng chứa trung gian, mình phải lấy mẫu nó cả ha. Mình kiểm tra bán thành phẩm sẽ có các cái chỉ tiêu yêu cầu kiểm tra đối với bán thành phẩm thuốc nước là kiểm gì, rồi sau khi đóng vô chai lọ ha, hoàn tất tất cả các công đoạn đóng gói rồi thì mình sẽ lấy mẫu thành phẩm. Lấy mẫu thành phẩm có thể là mình lấy mẫu thành phẩm để kiểm tra cảm quan để nhập kho, lấy mẫu thành phẩm để kiểm tra tất cả các chỉ tiêu trong tiêu chuẩn để xuất xưởng ha. Rồi tiếp theo là mình phải sẽ nói cái phần cụ thể mình sẽ tiến hành lấy mẫu như thế nào. Tức là nãy giờ mình cứ nói là từ lô thuốc mình chọn ra đơn vị lấy mẫu, tiến hành lấy mẫu, chế mẫu. Nhưng mà bây giờ cụ thể là mình chọn như thế nào? Bây giờ lô thuốc có 100 thùng, có 5 thùng, 1 thùng, 2 thùng, thì mình sẽ chọn ra mấy thùng ha để mình đi lấy mẫu. Rồi cái cách thức lấy mẫu ha. Trường hợp thứ nhất, tức là chúng ta tiến hành lấy mẫu cụ thể như thế nào? Cô nói cái trường hợp thứ nhất là nguyên liệu nha, nguyên liệu và tới bán thành phẩm, rồi tới bao vật liệu bao gói là bao bì đó các anh chị ha, rồi đến thành phẩm và dược liệu ha. Rồi cô sẽ nói trường hợp tiến hành lấy mẫu nguyên liệu. Nguyên liệu sẽ có trường hợp như nãy cô nói, nguyên liệu người ta nhập về cái số lượng lớn ha, nhiều chủng loại số lượng lớn. Nhưng mà cũng có trường hợp nguyên liệu mình là có một đơn vị đóng gói, một đơn vị bao gói, trong lô nó có 3 thùng. Ví dụ vậy, trường hợp này thì đơn giản rồi. 3 thùng đó nếu ở dạng rắn thì mình mở ra mình lấy và mình chế mẫu, tạo cái mẫu theo sơ đồ nãy mình nói rồi. Còn dạng lỏng thì hay bán rắn thì mình sẽ trộn ha, mình sẽ trộn, khuấy trộn cho nó đồng nhất rồi, hoặc là nó phân tán đồng nhất rồi mình sẽ tiến hành lấy mẫu và chế mẫu theo quy định. Rồi trường hợp lô nguyên liệu của mình có nhiều bao gói, nhiều bao gói, tức là nhiều trong cái lô có nhiều thùng thì mình sẽ chọn ra bao nhiêu thùng ha. Thì ở đây nếu trong nguyên liệu của mình trường hợp có nhiều bao gói thì mình sẽ chọn theo một trong ba phương án N nhỏ BR. N BR này là số đơn vị lấy mẫu mình chọn ra dựa theo cái số đơn vị bao gói trong lô đó. Thì lát nữa mình sẽ nói cụ thể trường hợp nào chọn phương án N, B, R. Rồi nếu như mình tiến hành lấy mẫu bán thành phẩm ở trong các công đoạn sản xuất, nếu bán thành phẩm đó đóng trong 1-2 bao thì mình mở hết 1-2 bao luôn. Một đóng trong 1 bao thì phải mở rồi ha, 2 bao thì mở hết 2 luôn. Nếu đóng từ 3 bao trở lên thì chọn tối thiểu là 3. Ví dụ như bán thành phẩm đóng trong 5 bao thì mình chọn tối thiểu 3, 4 vẫn được, 5 vẫn được, càng tốt ha, càng nhiều càng tốt nhưng mà không được ít hơn 3. Rồi nếu bao bì thì mình sẽ tiến hành chọn ha, đơn vị lấy mẫu theo giống như trường hợp nguyên liệu có nhiều bao gói. Rồi đối với thuốc thành phẩm ha, thì thuốc thành phẩm nói chung á là cũng cái việc mà lấy mẫu thuốc thành phẩm ấy, thì chúng ta biết thành phẩm cái số lượng thuốc trong cái lô ha nó cũng rất là lớn. Thì cái nguyên tắc lấy mẫu thuốc thành phẩm đó là mình sẽ lấy ngẫu nhiên ha, và phải lấy ở những vị trí khác nhau của lô hàng. Và cái việc lấy mẫu thành phẩm thuốc
Có thể là mình lấy để kiểm tra cảm quan thì cái số lượng mẫu lấy tham khảo theo cái bảng số 1 để tôi giới thiệu. Hoặc là trường hợp lấy để kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn thì mình sẽ tham khảo cái bảng số 2, còn không mình tính toán theo cái tiêu chuẩn chất lượng ha, của thuốc hoặc là mục đích kiểm tra. Còn riêng dược liệu là bắt buộc lấy theo phương án R. Rồi bây giờ mình sẽ đi cụ thể các phương án ha. Phương án N, tức là hay còn gọi là sơ đồ N, áp dụng khi nào? Khi lô nguyên liệu hoặc là bao bì có nhiều bao gói mà cái lô đó chất lượng nó đồng nhất và nó có nguồn gốc rõ ràng thì mình sẽ chọn cái phương án N. N có được bằng công thức 1 cộng căn N lớn. N lớn là số đơn vị đóng gói, số đơn vị bao gói có trong lô đó các anh chị. N lớn là số đơn vị bao gói có trong lô, còn N nhỏ là số đơn vị lấy mẫu ha, mình chọn ra từ N lớn. Và cái N nhỏ này ha, có được bằng công thức 1 cộng căn N lớn, và N nhỏ này mình sẽ được làm tròn nha các anh chị, làm tròn lên đó ha. Mình làm tròn, mình tính ra lẻ thì mình sẽ làm tròn đến số nguyên lớn nhất tiếp theo, làm tròn lên ha. Rồi như vậy cô ví dụ N lớn của mình 100 bằng 100 thì theo sơ đồ N cô phải chọn ra, cô tính được N nhỏ bằng 11, tức là cô phải chọn ra 11 đơn vị lấy mẫu ha, 11 thùng, rồi tiến hành lấy mẫu từng thùng thùng và chế mẫu theo sơ đồ ha. Và ở đây người ta nói N mẫu đó sẽ để riêng để kiểm tra cảm quan định tính, xong kết quả cảm quan định tính nó phù hợp, nó đồng thống nhất, nó không có sự khác biệt thì mình mới gộp thành mẫu là chung lại để mình kiểm tra. Rồi trường hợp phương án B chọn được chọn khi nào? Khi lô nguyên liệu hoặc bao bì có nhiều bao gói và chất lượng trong lô là đồng nhất và nguồn gốc rõ ràng, nhưng mục đích ở đây mình chỉ lấy để kiểm tra một chỉ tiêu định tính thôi thì mình áp dụng sơ đồ B. D có được bằng công thức 0,4 nhân căn N lớn. Rồi tương tự như vậy B cũng làm tròn ha, đến số nguyên lớn nhất tiếp theo làm tròn lên. Rồi ví dụ N bằng 100, giống như trường hợp N luôn để mình so sánh, thì với sơ đồ B tôi chọn ra mấy thùng, 4 thùng thôi, số thùng nó ít hơn. Vì sao? Vì sơ đồ B cô lấy, mục đích cô lấy để kiểm một chỉ tiêu định tính thôi, cho nên được phép chọn theo sơ đồ B. Nhưng mà nhớ nha, lô nguyên liệu phải đồng nhất, nguồn gốc rõ ràng thì mới được chọn. Lưu ý chắc chắn cái này sẽ thi và kiểm tra có hỏi ha. Rồi sau khi mình có được B thì mình sẽ tiến hành lấy các mẫu ban đầu để riêng ra mình kiểm tra cảm quan định tính ha. Cảm quan định tính nó phù hợp, tức là nó không có gì khác biệt, thì mình gộp thành mẫu chung để lưu, hoặc là nếu mẫu cần phân tích thì lấy cái mẫu chung đó để đi phân tích. Còn sơ đồ R áp dụng khi lô nguyên liệu hoặc lô bao bì có nhiều bao gói nhưng mà chất lượng nó không bị nghi ngờ, rồi không đồng nhất ha, hoặc không có nguồn gốc rõ ràng luôn. Dược liệu cũng vậy ha, mình biết rồi, dược liệu thì bắt buộc phải chọn phương án R ha. Vì dược liệu ha là cái nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc tự nhiên từ thực vật, động vật, khoáng vật, và cái chất lượng trong cái lô dược liệu chúng ta thấy ha, chỉ cần là cái điều kiện bảo quản như thế nào đó là cái chất lượng ha nó sẽ không có đồng nhất ha, và cái nguồn dược liệu chúng ta thấy ha nó cũng lung tung ha, nó không có rõ ràng. Rồi cho nên là lưu ý cho cô cái điều này ha. R có được bằng công thức 1,5 cộng căn N lớn. Như vậy với N lớn bằng 100 thì mình tính được cái sơ đồ R là mình chọn 15 thùng đó các anh chị. Cái số thùng nó nhiều nhất đúng không? Vì cái lô nguyên liệu là nghi ngờ mà nguồn gốc cũng hẳn rõ ràng luôn, rồi chất lượng cũng bị nghi ngờ không đồng nhất ha. Và R cũng làm tròn giống như trường hợp B. Rồi sau đó mình 15 thùng mình chọn ra được rồi, mình mới lấy mẫu ban đầu ở các vị trí ha, trên giữa dưới theo quy định, mình để riêng ra mình phải kiểm tra cảm quan định tính cho nó phù hợp thì mình mới lựa chọn ngẫu nhiên R mẫu đó để mình đi thực hiện
kỷ niệm riêng lẻ ha. Rồi, tức là trong 15 cùng đơn vị, trong 15 cái thùng này mình chọn ra, mình tiến hành lấy các mẫu ban đầu, là tổng cộng 45 mẫu ban đầu đó, để riêng ra mình đi cảm quan và định tính 45 mẫu đó. Nếu nó không có gì khác biệt, mình mới bắt đầu. Trong 15 thùng này mình chọn ra ngẫu nhiên ha, một vài thùng để mình lấy mẫu để mình kỷ niệm riêng lẻ. Rồi nếu kết quả kiểm nghiệm nó đồng nhất thì tất cả các mẫu luôn mình mới gộp thành mẫu chung nữa luôn. Đó là trường hợp. Như vậy cô đã nói xong cái phần quy định về việc lấy mẫu. Để cái công đoạn đầu tiên là cái công đoạn lấy mẫu đó các anh chị. Chúng ta thấy nha, cái việc lấy mẫu là nó rất là quan trọng ha, cái công đoạn đầu tiên và nó rất quan trọng ha, cho nên là chúng ta làm sao chúng ta phải tuân thủ theo đúng quy định để có được cái một cái mẫu ha, đảm bảo được chất lượng, đại diện cho chất lượng của lô ha. Rồi tiếp theo cái công đoạn lấy mẫu là, tức là sau khi mà cái người phụ trách cái việc lấy mẫu hoàn thành tất cả các công việc, các cái công đoạn lấy mẫu theo quy định rồi, thì cái người đó sẽ vận chuyển bàn giao cái mẫu ha. Trường hợp thanh tra đi lấy mẫu thì bàn giao cái mẫu ha, bàn giao cái mẫu về cho cái cơ quan quản lý, thì cái mẫu đó phải kèm theo biên bản ha, để bàn giao cho cái cơ quan kiểm nghiệm. Và trong một số trường hợp đặc biệt, cái mẫu có thể là người ta mã hóa để đảm bảo đúng một cái thông tin, trong trường hợp lưu thuốc giả ha, hoặc là thuốc nghi ngờ có trộn thêm chất không cho phép, thì người ta sẽ mã hóa cái mẫu đó trước khi gửi cho cơ quan kiểm nghiệm ha, để đảm bảo cái thông tin bí mật. Đồng thời người ta sẽ mã hóa luôn cái phần mẫu còn lại ha, và quản lý chặt chẽ cái phần mẫu còn lại sau khi mà được lấy mẫu ha. Còn lấy mẫu ở cái trường hợp mà cơ sở sản xuất ha, xin lỗi, cái trường hợp vận chuyển và bàn giao ở cái trường hợp là cơ sở sản xuất thuốc, thì cái người mà cái nhân viên mà phụ trách việc lấy mẫu ha, sau khi lấy mẫu cái nhân viên đó cũng thuộc bộ phận kiểm nghiệm luôn ha, bộ phận kiểm nghiệm, nhưng mà họ sẽ phụ trách cái việc lấy mẫu, thì họ sẽ vận chuyển và bàn giao cái mẫu về cho bên về cho phòng kiểm nghiệm. Rồi thì cái bộ phận nhận mẫu của trường hợp là cơ quan quản lý nhà nước và cái trường hợp ở cơ sở sản xuất, họ sẽ tiến hành ha, nhận mẫu. Bây giờ cô sẽ nói cái trường hợp nhận mẫu ở cơ quan quản lý nhà nước trước, tức là nhận mẫu để kiểm tra giám sát chất lượng thuốc ở cơ quan quản lý nhà nước. Sẽ có các cái trường hợp nhận mẫu như nãy tôi nói là sẽ có mẫu gửi đến, mẫu đi lấy về, và sẽ có một trường hợp đặc biệt nữa là mẫu nhận gửi qua đường bưu điện anh chị ha. Trường hợp mẫu mẫu gửi đến là trường hợp nào? Các cái cơ sở ha, người ta gửi mẫu lên cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở kiểm nghiệm của nhà nước để gửi yêu cầu kiểm nghiệm đó. Thì khi các cơ sở gửi yêu cầu kiểm nghiệm sẽ có hai trường hợp nữa. Thuốc đó là thuốc mới chưa có số đăng ký ha, gửi để xin làm cái hồ sơ đăng ký thuốc gửi ha, thì trong cái hồ sơ đăng ký thuốc đó phải có gửi mẫu thuốc kèm theo cái tài liệu liên quan đến cái thuốc đó để cơ quan quản lý nhà nước ha, họ tiến hành thẩm định phê duyệt cái tiêu chuẩn chất lượng thuốc. Rồi trường hợp thứ hai là gửi gửi cái mẫu thuốc đã có số đăng ký rồi, gửi một cái yêu cầu kiểm nghiệm cụ thể. Thì khi cái trường hợp mà mẫu gửi á ha, thì khi mà nhận mẫu là phải có cái bên gửi mẫu là phải có cái công văn ha, cho nên là cái bên giao bên nhận phải kiểm tra ha, cái công văn kèm theo, trong công văn phải ghi rõ lý do gửi, xuất xứ, tình trạng, số lượng tồn kho của mẫu, yêu cầu ghi rõ yêu cầu kiểm nghiệm và việc lấy mẫu dĩ nhiên phải đúng theo thủ tục, mẫu phải niêm phong ghi đầy đủ thông tin. Trường hợp mẫu lấy do thanh tra thì phải kèm theo biên bản, còn trường hợp mà mẫu nhận đặc biệt, mẫu gửi qua đường bưu điện, thì khi cơ quan quản lý nhà nước nhận được những cái mẫu này thì phải tiến hành soát xét ngay coi mẫu có còn đảm bảo đúng theo các đúng đủ theo đáp ứng đủ các thủ tục theo quy định hay không ha, có còn được niêm phong hay không, vân vân, và trả lời cho cái bên gửi mẫu là tôi đã nhận được cái mẫu này rồi. Và chỉ khi bên gửi mẫu nhận được cái trả lời từ bên gửi mẫu thì cơ quan quản lý nhà nước mới được phép mở cái mẫu này ra để tiến hành kiểm nghiệm.
Còn trường hợp nhận mẫu ở cơ sở sản xuất thuốc, đây là cái trường hợp giao nhận nội bộ ha, giao nhận nội bộ, nhưng mà cũng phải có một cái quy trình giao nhận nội bộ do cơ sở người ta quy định ha, để làm sao ha, mẫu, việc lấy mẫu vậy cũng phải theo một cái quy định của cơ sở, nhưng mà phải đảm bảo theo đúng quy định ha, dựa trên quy định tại thông tư 11/2018 ha. Rồi sau khi có mẫu rồi thì mình sẽ tiến hành tới cái công đoạn kế tiếp là tiến hành kiểm nghiệm. Có mẫu rồi ha, có mẫu rồi, có tiêu chuẩn rồi, thì bây giờ có mẫu, có tiêu chuẩn rồi ha, thì cái người được phân công kiểm mẫu ha, sẽ tiến hành kiểm mẫu. Vậy các anh chị nghỉ cho cô khoảng 10 phút, 10 phút hay nghỉ ít thôi để mình tiếp tục cái phần còn lại, xong sớm mình nghỉ sớm ha. Có mẫu rồi mình sẽ tiến hành kiểm nghiệm ha, và như nãy theo quy định là mình sẽ tiến hành kiểm nghiệm thuốc theo tiêu chuẩn chất lượng của thuốc, thì tiêu chuẩn có rồi ha. Ở đây là thì cái bộ phận nhận mẫu, sau khi nhận mẫu kiểm tra tất cả các thông tin theo quy định rồi thì sẽ bàn giao mẫu ha, cho cái người làm thì cái người mà nhận mẫu ha, nhận mẫu để tiến hành để kiểm nghiệm thì nhận mẫu, và dĩ nhiên là cái tiêu chuẩn là mình phải có ha, nhưng mà trong tiêu chuẩn chất lượng như nãy cô nói là trong tiêu chuẩn là người ta có đưa ra các yêu cầu ha, để mình tiến hành kiểm nghiệm cái thuốc đó như thế nào ha. Thì cái ở đây người ta nói là khi mình thực hiện kiểm nghiệm mình phải chuẩn bị tài liệu, đó là cái tiêu chuẩn đó anh chị ha, tại tiêu chuẩn, và mình phải đọc kỹ các yêu cầu trong tiêu chuẩn để mình tiến hành ha, cho nó đúng theo cái yêu cầu trong tiêu chuẩn. Và chúng ta lưu ý ha, khi tiến hành kiểm nghiệm là làm sao chúng ta phải bố trí cái thí nghiệm cho nó phù hợp, tức là sao mình phải bố trí coi là bố trí các cái bước thử cho nó thích hợp, có nghĩa là sao các anh chị, tức là mình coi là trong tiêu chuẩn là người ta yêu cầu mình kiểm tra những chỉ tiêu nào và mình tiến hành chỉ tiêu nào trước, chỉ tiêu nào sau, để chi như vậy nó mới đủ mẫu cho chúng ta làm và chúng ta kết luận chất lượng thuốc. Cô ví dụ khi kiểm nghiệm thuốc viên nén, chắc chắn mình phải kiểm 4 chỉ tiêu: tính chất, độ đồng đều, khối lượng, định tính và định lượng. Còn nữa, nhưng mà ở đây cô ví dụ 4 chỉ tiêu đó thôi, thì cho các anh chị thấy ở cái chỗ là khi chúng ta tiến hành kiểm nghiệm, cái việc bố trí ha, các cái bước thử thích hợp rất là quan trọng. Cô ví dụ như với ha, ví dụ thuốc viên nén, mình phải kiểm, chắc chắn phải có kiểm 4 chỉ tiêu: tính chất, độ đồng đều, khối lượng, định tính và định lượng. Thực tế nếu như 4 chỉ tiêu đó mình chỉ còn 20 viên thuốc là mình làm đủ, với điều kiện mình phải làm chỉ tiêu tính chất trước, rồi tới chỉ tiêu độ đồng đều, khối lượng, chỉ tiêu định tính, định lượng làm sao thì mới đủ. Cô biết cụ thể cô nói nè ha, chỉ tiêu tính chất mình làm sao, mình sẽ cảm quan hình thức viên thôi, cho nên là mình cứ 20 viên đó mình sẽ cảm quan hình thức của viên thuốc và nó đạt theo yêu cầu trong mô tả hay không, trong tiêu chuẩn hay không. Tiếp theo, độ đồng đều, khối lượng là mình phải làm sao, mình sẽ cân khối lượng thuốc, mình cân từng viên và mình phải theo quy định mình phải cân 20 viên, tức là mình phải cân 20 lần từng viên và mình phải cân tổng cộng 20 viên. Xong rồi mình đánh giá kết quả của chỉ tiêu độ đồng đều, khối lượng theo yêu cầu, thuốc vẫn còn y nguyên viên đó. Tiếp theo, định tính và định lượng, mình phải nghiền thuốc ra thành bột mịn và mình trộn cho cái bột của mình nó đồng nhất, rồi mình mới đi tiến hành làm chỉ tiêu định tính và định lượng các chị. Đó, như vậy là làm xong định tính định lượng, bột thuốc vẫn còn dư, nhưng mà mình không có làm dư đó, mình không có cần phải sử dụng làm gì nữa. Xin lỗi các chị, đợi không con.
Rồi, xin lỗi các anh chị ha. Cuối tuần nó hơi bận biểu tí xíu. Rồi, tôi tiếp cái ví dụ ha. Ví dụ như bây giờ cũng 20 viên đó mà các bạn làm không theo thứ tự như cô vừa nói, các bạn cứ thích làm định lượng trước vẫn được ha, nhưng mà cô sẽ chứng minh cho các bạn thấy là mình làm định lượng trước thì bắt buộc mình phải nghiền thuốc ra thành bột mịn, mà mình nghiền phải ít nhất là 20 viên đó. Chứ đâu phải nghiền 1-2 viên ha, phải ít nhất là 20 viên, càng nhiều càng tốt, mà không được ít hơn 20. Mình nghiền thành bột mịn xong mình trộn bột cho nó đồng nhất, mình đi định lượng. Ok, tới định tính mình vẫn có bột để mình làm dư luôn, nhưng mà đến chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng mình không còn thuốc, không còn thuốc để mình cân các anh chị. Đâu có còn viên để mình cân, mà làm độ đồng đều khối lượng bắt buộc mình phải cân khối lượng từng viên đó, là đâu có đủ thuốc để mình làm bốn chỉ tiêu đó. Ha, mình không kết luận được gì hết ha. Nói như vậy ha, có nghĩa là cái việc mà kiểm nghiệm thuốc theo tiêu chuẩn rồi, có tiêu chuẩn có sẵn rồi, nhưng mà vấn đề là ở mình phải làm sao mình coi, à mình đọc, mình nghiên cứu kỹ là ở giờ mình làm chỉ tiêu nào trước, chỉ tiêu nào sau. Nhưng mà các anh chị thấy sau này các anh chị đọc tiêu chuẩn chất lượng của thuốc, các anh chị sẽ thấy luôn luôn người ta sẽ liệt kê các cái chỉ tiêu, và người ta sẽ liệt kê theo thứ tự từ trên xuống dưới luôn. Và nó có cũng có một cái ý nghĩa là khi chúng ta tiến hành làm các chị, và chúng ta sẽ làm theo thứ tự người ta liệt kê trong tiêu chuẩn luôn đó. Cho nên luôn luôn các chị cứ đọc tiêu chuẩn chất lượng thuốc, anh chị sẽ thấy luôn luôn chỉ tiêu tính chất là chỉ tiêu số 1 ha. Rồi nếu như dạng viên dạng rắn thì sẽ đến độ điều khối lượng chắc chắn luôn, còn dạng lỏng thì đến độ điều thể tích, ví dụ vậy. Là mình sẽ làm theo thứ tự từ trên xuống dưới luôn, chứ không bao giờ các anh chị sau này các chị đọc, anh chị sẽ thấy không bao giờ trong tiêu chuẩn chất lượng mà người ta để chỉ tiêu định lượng hoặc định tính lên số 1 hết trơn ha, tính chất trước à. Rồi khi như vậy thì mình cũng yên tâm ha, mình sẽ kiểm tra tất cả các cái chỉ tiêu theo thứ tự từ trên xuống dưới luôn à. Để làm chi? Để cho như vậy nó mới đủ mẫu để mình làm, còn mình thích cái nào mình làm cái đó, người ta biết, người ta trong tiêu chuẩn người ta liệt kê theo một cái thứ tự như vậy, nhưng mà giờ tôi không thích, tôi làm ngược lại từ dưới lên trên, chắc chắn không có đủ mẫu để mình làm nha. Rồi một cái quan trọng nữa là cái việc chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm nữa các anh chị ha. Cái này phần thực nghiệm ha, phần tiến hành kiểm nghiệm chỗ này cũng rất là quan trọng ha. Trong tiêu chuẩn người ta không có ghi cho mình à là mình sẽ dùng bình định mức hay dùng pipette bầu hay là dùng ống đông gì trơn á. Cái chỗ đó là tự mình đọc quy trình thử, mình biết và mình phải chọn làm sao cho cái dụng cụ của mình nó có độ chính xác phù hợp theo yêu cầu trong tiêu chuẩn đề ra, để mình mới có được một cái kết quả chính xác. Cô ví dụ trong quy trình định lượng, người ta định lượng là mục đích mình để làm gì, xác định cái lượng hoạt chất trong thuốc là bao nhiêu và cái lượng đó nó có đạt theo quy định hay không, thì mình phải trả lời chính xác rồi các anh chị ha. Cho nên là định lượng là mình biết khi nào mình dùng cái dụng cụ nó phải có độ chính xác đúng theo yêu cầu trong quy trình. Cô ví dụ nè, trong quy trình định lượng thường người ta sẽ ghi là cân chính xác lượng bột thuốc tương đương với bao nhiêu miligam hoạt chất đó, rồi hòa tan với nước cất
vừa đủ 100 ml, rồi sau đó là lắc đều ha, rồi lọc hút 50 ml dịch lọc pha lẫn với ethanol vừa đủ 100 ml đó. Người ta cứ ghi vậy chứ người ta đâu ghi phải là pha vô ống đông hay là bình định mức, nhưng mà mình chỗ này mình phải biết cái gì, phải pha sử dụng bình định mức để mình pha, để mình có được cái nồng độ chính xác thì mình mới tính ra hàm lượng nó mới đúng được, chính xác được ha. Rồi ngay chỗ mà hút 50 ml dịch lọc pha lỏng mình cũng phải tự biết à, hút dịch lọc để pha lỏng thì cái nồng độ của cái bình sao nó cũng, mình phải pha, cũng phải pha trong bình định mức, và cái 50 ml đó mình cũng phải sử dụng pipette bọt ha. Tại vì mình đang đi xác định cái lượng hoạt chất trong dịch lọc của mình là có hoạt chất, mình pha ở một cái nồng độ trong một cái thể tích trong một cái bình định mức thì cái nồng độ nó mới chính xác được, còn mình pha trong ống đông là nó không đúng rồi ha. Đó, tôi ví dụ vậy. Cho nên cái chỗ này rất quan trọng ha, và liên quan đến sau này mình thực hành nữa, lưu ý ha. Trong tiêu chuẩn có là mình quan trọng cái quy trình đó, mình đọc, mình sử dụng cho dụng cụ cho nó đúng. Đó. Hoặc là khi người ta yêu cầu mình là xác định khối lượng trung bình của viên, thì chỗ này người ta không có nói là, người ta không có kêu mình là đi cân trên cân phân tích hay cân kỹ thuật gì trơn á. Người ta chỉ cần, người ta chỉ nói một câu là cân 20 viên rồi tính khối lượng trung bình vậy đó. Thì chỗ này mình phải biết à, mình đang xác định khối lượng trung bình của viên mà, thì mình đâu có cần phải cân tới cây cân mà chính xác cái 0,1 mg cái chị, tức là cân phân tích đó. Mà khi nào mình phải cần, mình chỉ cần cân trên cây cân kỹ thuật được rồi, tức là cây cân có độ nhảy 1 mg là được rồi, ba số lẻ phải phải. Còn cân mà 0,1 mg tức là 4 số lẻ là cân phân tích ha, cái độ chính xác nó cao hơn nữa. Rồi nhưng mà khi mà mình đọc trong cái quy trình mà mình thấy cái cụm từ người ta yêu cầu là cân chính xác một cái lượng là bao nhiêu đó ha, mình thấy cái cụm từ là cân, cân khoảng rồi cân chính xác đó, mình phải biết sử dụng cái cân cho nó đúng với cái yêu cầu. Khi mình nhìn thấy, mình đọc, mình thấy trong quy trình nó có cái cụm từ là cân chính xác thì mình biết rồi, phải dùng cân phân tích rồi ha. Và trong định lượng khi cân lượng bột để đi hòa tan pha lỏng, đi đo để tính ra hàm lượng thuốc thì bắt buộc phải cân trên cân phân tích. Đó. Và một cái điều rất là quan trọng nữa ha, đó là cái dụng cụ của mình làm sao nó phải sạch, đảm bảo sạch. Sạch vì sao? Vì khi, nhất là trong trường hợp nào chúng ta thấy nếu mà dụng cụ mình không sạch nó sẽ ảnh hưởng nè. Cái trường hợp mà người ta yêu cầu mình thử chỉ tiêu độ tinh khiết hoặc là giới hạn tạp chất, mà bây giờ dụng cụ mình không sạch, tức là nó có lẫn tạp vô đó, mình trả lời là nó không chính xác kết quả của mình rồi nha. Rồi, hoặc là nhiều khi thực tế cô thấy các bạn rất là căng thẳng ở chỗ là bình dụng cụ khi mình pha loãng ở phần định lượng nó phải khô đúng, nhưng mà mình phải đọc quy trình và mình tự mình biết là lúc nào là mình cần cái bình nó phải khô sạch, thì đảm bảo là bắt buộc phải sạch, khô queo, khô quéo luôn á. Nhiều bạn cứ cái gì cũng đi tráng sấy cho khô, không cần thiết các anh chị. Mình chỉ coi à, ví dụ như giờ quy trình mà ví dụ như ta dùng dung môi là gì, dung môi là nước, mà nhiều bạn cũng đi tráng sấy cái bình cho khô để làm chi, không cần ha. Còn mình khi nào mình phải cần cái bình khô, ví dụ như dùng dung môi là ethanol đó, thì cái bình của mình phải khô, không khô mình tráng bằng ethanol ha. Còn ví dụ như là dung môi pha loãng hoặc dung môi hòa tan là nước hoặc là axit loãng, xuất loãng, mình đâu có cần phải làm khô cái bình, mà mình cũng không có cần tráng bằng cái dung môi đó trước khi mình sử dụng, mình pha loãng gì trơn á, cái đó ha. Đó là cái những cái lưu ý khi mình tiến hành thử nghiệm đó các anh chị. Rồi bước tiếp theo ha, sau khi mình có tiêu chuẩn, mình nghiên cứu kỹ, mình chuẩn bị kỹ và mình tiến hành làm theo tiêu chuẩn, mình ra được các kết quả rồi, sau khi hoàn thành tất cả các cái thử nghiệm rồi, thì cái kiểm nghiệm viên là cái người làm trên cái mẫu đó ha, lấy cái kết quả mình làm ra được đối chiếu với cái yêu cầu ở trong cái tiêu chuẩn. Như nãy cô nói, trong tiêu chuẩn mỗi một cái dạng bào chế người ta sẽ đưa ra các chỉ tiêu ha, và mỗi một cái chỉ tiêu nó sẽ có một cái yêu cầu cụ thể mà khi mình kiểm thuốc của mình nó phải đạt cái yêu cầu đó, thì coi như mình mới kết luận chỉ tiêu đó đạt. Và chỉ khi tất cả các chỉ tiêu đều đạt thì mình mới kết luận thuốc của mình đạt chất lượng theo tiêu chuẩn
Nha. Như vậy mình sang cái giai đoạn kế tiếp sau cái bước thực hiện kiểm nghiệm là gì các anh chị, là mình sẽ đi đánh giá kết quả phân tích. Đánh giá kết quả phân tích ha, thì chắc chắn nó sẽ rơi vào một trong hai trường hợp các anh chị ha. Trường hợp thứ nhất là gì, là cái kết quả kiểm nghiệm của mình nó phù hợp, và sẽ có trường hợp khi mình lấy kết quả mình làm ra đó, mình đối chiếu với cái mức yêu cầu trong tiêu chuẩn, mình thấy nó không phù hợp, tức là nó có sự khác biệt so với cái yêu cầu trong tiêu chuẩn. Rồi như vậy thì sao, mình sẽ nói trường hợp thứ nhất trước nha các anh chị, là trường hợp cái kết quả kiểm nghiệm của mình nó phù hợp với các yêu cầu trong tiêu chuẩn thì mình phù hợp, tức là kết quả như thế nào là phù hợp, như thế nào mình kết luận phù hợp đó anh chị, kết quả mình làm ra nó đạt với yêu cầu của từng chỉ tiêu, thì lúc đó kiểm nghiệm viên ha là mình sẽ kết luận cái chỉ tiêu đó đạt ha, và tất cả các chỉ tiêu trong tiêu chuẩn đạt thì mình kết luận thuốc của mình đạt theo tiêu chuẩn. Và trong tiêu chuẩn anh chị ha, trong tiêu chuẩn á, như cô nói là sẽ có các quy trình thử nghiệm tương ứng với các chỉ tiêu ha, để mình đánh giá chất lượng chất thuốc. Thì trong tiêu chuẩn á, có những cái chỉ tiêu ha, một tức là có một số cái phương pháp thử liên quan đến các cái chỉ tiêu định tính, hoặc là chỉ tiêu độ tinh khiết, hay là chỉ tiêu thử giới hạn tạp chất. Thì khi mình thử nghiệm, tức là khi mình làm thực tế, mình chỉ tiến hành một lần thôi, lưu ý cho cô nha. Cho dù mình định tính bằng phương pháp gì đi nữa ha, phản ứng hóa học hay là sát ký lớp mỏng hay là đo trên máy qua phổi gì nữa, mình cũng tiến hành định tính, mình tiến hành một lần thôi ha. Độ tinh khiết cũng vậy ha, thử giới hạn tạp chất cũng vậy. Riêng các quy trình thử trong tiêu chuẩn ha, liên quan đến chỉ tiêu định lượng và liên quan đến các cái chỉ tiêu để xác nhằm đo lường, nhằm xác định tính chất vật lý như pH, đo năng suất quay cực, chỉ số khúc xạ, nhiệt điểm nóng chảy v.v. thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm ít nhất hai lần, hai lần, và kết quả sẽ là ít nhất là hai lần, nhiều hơn nữa càng tốt, và kết quả sẽ là giá trị trung bình của các lần làm. Rồi như vậy ha, như vậy thì mình lưu ý ha, định lượng ha, cho dù mình định lượng bằng phương pháp gì đi nữa cũng phải tiến hành lặp lại ít nhất hai lần ha. Còn trường hợp mà mình làm ra cái kết quả của mình nó có sự khác biệt, khác biệt với cái mức yêu cầu ở trong cái tiêu chuẩn thì sao, thì cái kiểm nghiệm viên ha, lúc này mình cũng chưa kết luận là thuốc của mình nó không đạt hay là không đạt theo tiêu chuẩn, mà bây giờ trước khi đưa ra kết luận thì kiểm nghiệm viên cùng với cái người quản lý sẽ tìm nguyên nhân ha, nguyên nhân gây ra sự sai sót đó ha, nguyên nhân có thể là do mình sử dụng thuốc thử, tìm có thể là do hóa chất dung môi chất chuẩn mình sử dụng nó có phù hợp không, tức là nó có bị hư hỏng hay không ha, rồi các dụng cụ trang thiết bị máy móc đó, là nó có hiệu chuẩn đúng theo quy định hay không ha, rồi kiểm tra các cái dữ liệu gốc, tức là cái số liệu mình làm ra được đó, còn coi là cái bước mình tính toán nó có sai sót hay không đó. Nói chung là mình phải tìm ha, tìm nguyên nhân. Rồi nếu mà mình trường hợp mà tìm được nguyên nhân rồi thì coi như là cái kết quả đó nó không còn giá trị nữa, và sẽ tiến hành thử nghiệm lại. Thường thử nghiệm lại trong thực tế người ta sẽ đổi tay kiểm nghiệm viên nên chị, tức là người ta sẽ chọn một cái kiểm nghiệm viên dĩ nhiên là cái người phải thành thạo hơn, là ha, có kinh nghiệm hơn, thành thạo hơn, hoặc là cái trưởng đơn vị người ta sẽ làm lại. Còn trường hợp không xác định được nguyên nhân thì sao, thì mẫu cũng cần phải được kiểm chứng bằng cách thử nghiệm lại luôn ha, thử nghiệm lại, kiểm chứng lại bằng một cái kiểm nghiệm viên khác, các chị ha, kiểm nghiệm viên khác phải thao tác thành thạo hơn, hoặc là trưởng đơn vị người ta sẽ tiến hành kiểm thử nghiệm lại để kiểm chứng cái kết quả. Rồi sau khi mà mình kiểm nghiệm viên ha hoàn thành các cái thử nghiệm và cái phần đánh giá kết quả rồi, thì kiểm nghiệm viên sẽ viết cái phiếu trả lời
Phiếu trả lời. Phiếu này là phiếu lưu hành nội bộ, nhưng mà lưu ý là rất quan trọng nha. Khi kiểm nghiệm viên khi mà viết cái phiếu trả lời này, viết xong là phải ký tên, chịu trách nhiệm bên dưới nha. Rồi cái phụ trách phòng sẽ duyệt lại cái phiếu trả lời đó, rồi sau đó mới là trả lời chính thức bằng cái phiếu kiểm nghiệm của đơn vị. Thì cái phiếu trả lời chính thức ha, cái phiếu kiểm nghiệm chính thức của đơn vị khi mà trả lời kết quả chỉ cần chữ ký của con dấu với thủ trưởng đơn vị thôi, không cần cái chữ ký của kiểm nghiệm viên sẽ viết vào cái phiếu trả lời để lưu lại là cái chứng từ gốc, phiếu gốc ha, lưu lại. Thì khi mà mình kiểm nghiệm viên viết cái phiếu trả lời ha, thì mình sẽ lưu ý sẽ có một số quy định chung khi chúng ta viết cái kết quả kiểm nghiệm vào trong cái phiếu trả lời kết quả. Và phần này thực hành là mình sẽ có ha, thực hành là mình cũng làm theo cái thứ tự nãy giờ mình nói luôn đó các anh chị ha, chứ mình chỉ không có đi lấy mẫu ha. Rồi cho nên mỗi một anh chị ha, là tiến hành khi mình thực hành là mỗi anh chị phải tự viết cái phiếu trả lời kết quả này ha. Và cái điểm của mình là cái phần thể hiện trên cái phiếu này đây ha. Cho nên cái việc thứ nhất là mình phải viết theo đúng quy định, còn cái kết quả mình làm ra, cái số liệu thực nghiệm mình đã làm ở cái công đoạn trên rồi ha, mình làm đúng tới tường tận hết rồi, mà khi mình đặt bút mình viết vào cái phiếu mình sai quy định thì coi như cái điểm của mình nó cũng mình đừng nghĩ tôi làm đạt hết đúng hết, sao không được 10 điểm, tại vì cái phần viết phiếu không đúng quy định là mình sẽ bị trừ điểm ha. Hả? Rồi. Rồi bây giờ là khi viết phiếu ha, khi viết phiếu trả lời kết quả thì người ta sẽ có một số cái quy định như thế này mà chúng ta phải lưu ý để chúng ta viết cho nó đúng ha. Thì người ta quy định là đây là cái phiếu kiểm nghiệm ha, cái phiếu trả lời kết quả, và trong cái phiếu kiểm nghiệm ha, nó cũng có cái nội dung là như nãy mình định nghĩa đó các anh chị ha, là phần danh sách các quy trình thử nghiệm, đó là các quy trình thử nghiệm nó tương ứng với các chỉ tiêu đó, tức là trong phiếu kiểm nghiệm nó sẽ có các chỉ tiêu rồi mức chất lượng cho từng chỉ tiêu và phần kết quả là đó, ha. Thì trong cái phiếu kiểm nghiệm đây là một cái nội dung trong cái phiếu cái phiếu trả lời kết quả thôi ha, nó sẽ phần trên của cái nội dung này nó sẽ là cái phần thông tin về mẫu phân tích của mình nữa, tức là trong cái thông tư ở phía cuối thông tư người ta có một số cái biểu mẫu cái phiếu kiểm nghiệm đó ha, mình tham khảo thêm. Thì khi mình viết cái phần này lưu ý cái phần mà chỉ tiêu mức chất lượng kết quả, khi mình viết phiếu trả lời thì cái chỉ tiêu định tính ha, mình ghi đúng hoặc không đúng, nhớ cho cô chỗ này, duy nhất định tính mình ghi đúng hoặc không đúng, nếu nó phù hợp với yêu cầu trong tiêu chuẩn thì mình ghi chỗ kết quả là chữ đúng, còn không phù hợp thì mình ghi là không đúng, còn tất cả các chỉ tiêu còn lại ghi đạt hoặc không đạt, không đáp ứng thì là không đạt. Riêng các chỉ tiêu mà kết quả nó có số đo, cô ví dụ chỉ tiêu nào kết quả có số đo, pH là chắc chắn có. Vì sao mình sử dụng máy đo pH, nó sẽ cho mình cái chỉ số pH là một cái con số cụ thể là bao nhiêu. Cô ví dụ với thuốc nhỏ mắt ha, dù người ta quy định là pH từ 7 đến 7,5, cô ví dụ vậy mình đo ra 7,1, đó là một cái kết quả của mình có số đo đó, thì những cái chỉ tiêu mà kết quả có số đo ví dụ như pH nè, định lượng nè ha, độ rã nè, là khi mình ghi phiếu là mình phải kết luận đạt hay không đạt rồi, và mình phải ghi rõ cái giá trị đo thực tế của mình làm vào ha. Cô ví dụ định lượng là cái kết quả có giá trị có số đo ha, ví dụ định lượng đây cô đang ví dụ cái phiếu này là của cái viên nang bare hàm lượng 500, thì tiêu chuẩn người ta cho hàm lượng từ 4,5 đến 5,25, thì ở đây mình làm ra được 505,4 và mình coi nó đạt đúng không, nó nằm trong cái mức yêu cầu, thì mình kết luận chữ đạt, và cái chỉ tiêu định lượng này nó có kết quả nó có số đo là 505,4, cho nên mình phải điền cái số đo thực tế mình làm được vào đó. Cho nên là khi chúng ta viết phiếu mà chúng ta không thực hiện đúng theo quy định thì cứ mỗi lỗi lúc mình học là mình sẽ bị trừ điểm ha. Cho nên là nhiều khi mình làm ra đạt hết đúng hết
định tính đúng hết, các chỉ tiêu đạt hết, hàm lượng cũng đạt luôn, mà tại sao người 10, người 8, người 7, người 9? Đó là do khi chúng ta viết phiếu chúng ta có vi phạm một số cái lỗi theo không đúng theo quy định, thì mình lưu ý cái chỗ này ha. Rồi, cái phần tiếp theo là cái phần báo cáo kết quả kiểm nghiệm các chị, thì đây là cái phần mà tổng hợp lại các cái kết quả thử nghiệm thôi và kết luận về chất lượng của cái mẫu kiểm nghiệm ha. Thì cái phần này là trong cái tài liệu của mình nó có đưa ra cái nội dung ha, nội dung của một cái báo cáo kết quả ha, báo cáo kết quả kiểm nghiệm bắt buộc chúng ta phải có các cái nội dung nào, thì phần đó các anh chị tham khảo khi trong sách nha, phần đó cô không đưa lên slide ha. Rồi như vậy mình kết thúc cái bài này ha. Thứ ba vậy là mình có kiểm tra không cô? Chưa, buổi thứ ba mình học bài đó các anh chị, bài công. Dạ cô ơi, lớp em á là lớp...